chương 2020, 10 cái tát, cho dù rất nhiều thế lực khai ra điều kiện hậu đãi nhưng Lăng Hàn không đáp ứng ai cả. Nói đùa, làm thánh tử của các ngươi thì thế nào, cũng chỉ là thế lực nhị tinh tam tinh, lực ảnh hưởng quá thấp. Chỉ có lực ảnh hưởng của thành đan đạo mới khá lớn, không phải nói, thành đan đạo chiếm cứ bốn thành đan dược cả đông tiên vực, như vậy chẳng khác gì bao trùm cả đông tiên vực. Trở thành thiếu chủ thành đan đạo ít nhất còn trở thành nhân vật quan trọng, quản thống lĩnh biết rõ hắn dễ hơn trước lui một bước mà nói, dùng thân phận như vậy vượt qua hải vực vô tận, tính an toàn cũng cao hơn nhiều. Đương nhiên sẽ mang tới vấn đề lui vân điện và tử hà ra. Hiển nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua lăng hàn, cho dù kiêng kỵ côn bằng cung nhưng vẫn có thể ngầm hạ sát thủ, dù sao tiên vực lớn như vậy, cường giả vô số, chỉ cần không có chứng cứ thì có thể làm gì người ta. Có lẽ bọn họ cho rằng lăng hàn sẽ không phải là lăng hàn, lăng hàn chính thức đã đợt tây tiên vực, đây là người trùng tên trùng họ, dù sao một là thiên tài võ đạo nhưng bây giờ lại biến thành thiên tài đan đạo, biến hóa này quá lớn đi, có mấy người sẽ tin tưởng cả hai là cùng một người. Lăng Hàn nhã nhận từ chối tất cả lời chào, có tỏ vẻ tiếc hận, có nói bảo Lăng Hàn suy nghĩ thêm một chút, có ẩn ẩn uy hiếp, Lăng Hàn không quan tâm, hắn lạnh lùng đuổi đối phương ra ngoài. Trong thành đan đạo, có phân hồn, tiên phủ dám ra tay với hắn sao? Thăng Nguyên thì không nhất định, đây là đại năng có thể định quy tắc, đương nhiên cũng có thể nhảy ra khỏi quy tắc trò chơi ai quản được bọn họ một đêm qua đi hôm sau lại tới không biết phải hình dung vận khí của lăng hàn như thế nào ngươi nói hắn vận khí không tốt sao hắn gặp được trí bảo như thiên đạo ngọc cử thiên hỏa đừng nói tiên vương lúc tuổi còn trẻ cũng không nhất định gặp được nhưng muốn nói hắn vận khí tốt hắn lại gặp phải loại người như lạc trường phong tử hà băng vân cho nên sinh ra không ít chuyện lúc này cũng không ngoại lệ hắn có hy vọng đạt được cố đạo đan hiện tại lại có nhiều đối thủ cản đường. Đừng nhìn nơi này là đại thành tứ tinh, thiên tài vô số, người có thể đạt tới vương giả không nhiều. Nhưng Lăng Hàn liên tục gặp được, đây gọi là vận khí gì? Hôm nay, đối thủ của hắn tên là Dịch Thiên Hà, là thánh tử của Sích Hồng Môn, là thế lực tam tinh. Trình thiểu, nếu không, hôm nay lại bình vài lời. Đội hình ngày hôm qua lại xuất hiện, đám quần chúng vây xem nhìn chằm cam vào Trình Phong Vân, không quan tâm chuyện trên võ đài, khán đài vô cùng náo nhiệt. Trình Phong Vân cũng có tính dẻo kinh người, ngày hôm qua ăn cả cái ghế đá vì thế còn bồi thường tiền, hôm nay hắn vẫn tới, cũng không biết hắn có khuynh hướng thích tự ngược trời sinh hay không. Sai, hắn muốn té ngã ở chỗ nào phải đứng lên chỗ đó. Hắn cũng không tin Lăng Hàn có thể một đường đi tới cuối cùng. Dịch Thiên Hà chính là thánh tử của Sích Hồng Môn, hơn nữa huyết mạch của hắn cực kỳ cường đại, tuy không phải tiên thai nhưng cũng có được dị năng cường đại, thực lực còn muốn trên cả đường phong trình phong vân nói ra dù sao hắn không xem trọng lăng hàn mọi người đều mỉm cười ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy kết quả thế nào trình thiếu vẫn cho rằng lăng hàn thất bại có người cố ý nói ra muốn chính miệng trình phong vân khẳng định việc này mà không phải những lời bình thực lực trình phong vân khẽ cắn môi nói lúc này lăng hàn thất bại trình thiểu nếu không lại đánh bạc chút gì đó đi luôn luôn có người e sợ thiên hạ không loạn trình phong vân hung giữ nhìn người nọ đánh bạc cái gì thắng hắn cũng không được gì, ngày hôm qua là chủ quan, hôm nay hắn không ăn thiệt thòi này. Ta cực lang hàn thắng, lúc này có giọng nữ tử vang lên, chỉ thấy một nữ tử dáng người xinh đẹp đi tới. Người có dám tiếp, nàng nhìn trình phong vân, nữ tử này chính là thiên phượng thần nữ, ngày hôm qua nàng đã chú ý tình huống nơi này, phát hiện hôm nay trình phong vân vẫn chủ ẻo phu quân, tự nhiên đã nổi giận. Nội tâm trình phong vân rung động, tuyệt sắc như thiên phượng thần nữ, tròn thành đan đạo không có bao nhiêu người, hoặc bị đại năng kim ốc tàng kiều, hoặc gả cho hào phú quý thiểu, hoàn toàn không có phần của hắn. Tốt, đánh cuộc gì? Hắn lập tức sinh ra ý chí chiến đấu. Nếu ta thắng, người tự tát mình 10 cái. Thiên phượng thần nữ nói, sắc mặt trình phong vân có một tia ảo não, chính là sáng thế cảnh dám đánh cược với hắn. Ngươi cho rằng mình xinh đẹp là có thể không cố kỵ hay không? Hắn hừ một tiếng, nói, nếu ta thắng, ta sẽ tát ngươi 10 cái. Hắn sẽ tát nàng mấy cái thật đau, kế tiếp sẽ nhẹ nhàng vuốt phe chiếm chút tiện nghi. Nội tâm thiên phượng thần nữ không vui, nàng biết rõ đối phương đang đánh chủ ý gì, nhớ tới song phương đánh bạc đều là 10 cái tát, từ điểm đó cũng biết đối phương không quá mức. Bởi vậy nàng gật gật đầu, nói, tốt, nàng tràn ngập tin tưởng vào lăng hàn, đừng nói chỉ là một tên vương giả, cho dù là hoàng giả cũng bị lăng hàn giết hai người. Quần chúng vây xem có hứng thú rất cao, hơn nữa cũng hứng thú khi thấy mỹ nữ đánh cược. Trong tràng, dịch thiên hà bước vào vòng chiến đấu, hắn mặc trang phục màu bạc, dáng người thon dài, tướng mạo vô cùng anh Tuấn làm người ta hâm mộ và đố kỵ. Thiên phú võ đạo cao như thế, còn anh ta ấn không tưởng tượng nổi, có để người ta sống hay không? Hắn nhìn Lăng Hàn, qua một lúc mới nói, ngày hôm qua ta đã xem người chiến đấu, như thế nào? Lăng Hàn cười nói, rất mạnh, dịch thiên hàng nghiêm túc gật đầu, nhưng ta không bao giờ có thói quen chưa đánh đã lui, chiến đấu với cao thủ như ngươi, có lẽ có thể thúc đẩy ta cường đại hơn. Lăng Hàn vẫn cười cười, hắn chưa nói giao thủ với đối thủ cấp bậc như đối phương không mang lại chút kinh nghiệm gì với hắn hơn nữa đối phương không chọc hắn dẫm lên không có khoái cảm mau đổi tới đi có lẽ ở tầng thứ tư có đối thủ cường đại hơn xuất hiện hắn cũng muốn biết một chút về bọn họ hy vọng người sẽ không làm ta thất vọng dịch thiên hà nói ra hắn bắt đầu tụ lực oanh một đầu thiên hà bay ra khỏi ẩu hắn bay thẳng tới chân trời tiếng nước ầm ầm như đại đạo hiển hiện ta là chúa tể thiên hà mấy hô hấp sau dịch thiên quát lớn hắn được vô số thủy hệ quy tắc quấn quanh người, dưới chân dẫm dòng sông, vũ đằng không chung giống như hóa thân thành thần minh trong sông lớn. chương 2021, Trình Phong Vân Bi Thảm Lăng Hàn mỉm cười, nói, đến, sát, trong tay dịch thiên hà cầm một thanh tam xoa kích, đây là thủy hệ quy tắc biến thành, hai tay của hắn chấp nhất, dòng sông dưới chân khởi động mang theo hắn sông tới tấn công Lăng Hàn. Oanh, vạn thủy lao nhanh, tận lực hóa giải một kích này, sau đó lại dùng sức mạnh kinh người ập về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng tay chụp vào tam xoa kích, lớn mật, dịch thiên hà nổi giận gầm lên một tiếng, không ngờ dám xem nhẹ mình, người cũng quá cuồng ngạo. Vậy người phải trả giá thật nhiều, dòng sông dưới chân biến thành hai con hung thú, nó có tám cái càng, hai con hung thú dùng tốc độ nhanh nhất đâm tới, đây là quy tắc biến thành, uy lực kinh người. Lăng Hàn làm như không thấy, tay phải nắm lấy tam xoa kích. Bảo, dịch thiên hà hét lớn một tiếng, thủy hệ quy tắc bộc phát, muốn chấn vỡ cánh tay Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, oanh hắn bắt đầu phóng thích hỏa diếm nhiệt độ bộc phát đáng sợ thủy cùng hỏa thế bất lưỡng lập tuy trong ngũ hành thủy khắc hỏa nhưng hai thứ này không có quan hệ khắc chế tuyệt đối mà là khác lẫn nhau thủy có thể khắc hỏa nhưng hỏa cũng có thể khắc thủy tất cả phải xem cái nào mạnh hơn cái nào dịch thiên hà rất bất phàm hắn không phải tiên thai nhưng lại có một ít huyết mạch chi lực hắn phát huy uy lực không kém gì tiên thai đây là nguyên nhân tại sao hắn còn mạnh hơn cả đường phong đáng tiếc là Lăng Hàn tới đây giờ đã có tiên thai chân chính, hơn nữa cửu thiên hỏa còn mạnh hơn cả tiên thai. Tiên thai chỉ có thể vận dụng một ít tiên vương pháp, bản thân cửu thiên hỏa đạt tới cấp độ tiên vương, cho nên uy lực của nó còn mạnh hơn cả tiên thai. Lăng Hàn không cần vận dụng cửu thiên hỏa, hắn chỉ cần phóng xuất tiên thai chi lực của mình là đủ rồi, hỏa diễm hóa thành một ký hiệu đối kháng với thủy hệ đại đạo. Hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy hơi nước bốc lên sau đó hóa thành dòng sông. Sắc mặt dịch thiên hà biến hóa, hắn vốn phong thần tuấn lãng nhưng hiện tại khoác khác gì ra bọc xương, dường như nước trong người bốc hơi hết, chỉ còn lại thây khô mà thôi. Tất cả người trên khán đài đều ngạc nhiên, không ai nghĩ tới nguyên vốn phải là một hồi long tranh hổ đấu nhưng lại phân thắng bại nhanh như vậy. Ngày hôm qua, Lăng Hàn một chiêu đánh bại đường phong, hôm nay cũng một chiêu đánh bại dịch thiên hà, đừng nói không có người thắng được Lăng Hàn, không có người nào biết thực lực chân chính của Lăng Hàn đã tới mức nào. Lăng Hàn là người thế nào? Ra mặt trình phong vân run rẩy, tuy chiến đấu chưa phân thắng bại chân chính nhưng hắn biết rõ mình thua rồi. Ta, The CLMM, nội tâm hắn chửi má nó, tại sao lại mạnh như thế? Hoặc là nói, cường giả như vậy tại sao lại xuất hiện ở tầng 1? Nếu ngươi là truyền nhân tiên vương đại giáo, tại sao ngươi không lên tầng thứ tư? Ngươi chuyên môn tới đây hại ta đúng không? Ta nhận thua, dịch thiên hà run rẩy lên tiếng, lại không nhận thua, chỉ sợ ký hiệu đại đạo trong người hắn sẽ bị đốt hết, như vậy tu vi của hắn giảm sút ngàn dặm lăng hàn buông tay rút lui vài bước cười nói đa tạ dịch thiên ha run rẩy bổn nguyên chi lực hoạt động làm thân thể hắn nở nang như cũ hắn cũng không có bị thương gì chỉ cần bổn nguyên không hư thì hắn chẳng có gì hắn khôi phục bộ dạng thần phong tuấn lãng liền nhìn lăng hàn thật sâu lăng huynh ta trước chúc ngươi một đường có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đạt được thắng lợi cuối cùng nhưng ta nghe nói triệu thanh phong cũng tới người này ta từng thấy hắn ra tay trong di tích cổ mạnh đến nổi không thể hình dung, ta may mắn nhặt được một mạng. Lại là Triệu Thanh Phong, Lăng Hàn không chỉ nghe cái tên này một lần, trước kia chỉ có một gã xét duyệt viên liên tục nhắc tới cái tên này, hắn cho rằng đối phương rất khó lường, hiện tại dịch thiên hà là vương giả còn kiêng kỵ như vậy, từ đó có thể thấy thực lực Triệu Thanh Phong mạnh cỡ nào. Ta sẽ chú ý, hắn cười cười, không, Lăng Huynh, dịch thiên hà nghiêm túc nói, Triệu Thanh Phong mạnh vượt qua phạm trù hoàng giả, ta đoán hắn còn chưa bước vào đế giả nhưng không kém bao nhiêu đâu lúc này Lăng Hàn mới chính thức đặt trong lòng, đế giả. Nhưng không thành tiểu ngũ trảm, kỳ thật mạnh hơn nữa cũng không có tư cách xưng đế giả, chỉ có thể nói là người nổi bật trong hoàng giả, ví dụ như Lăng Hàn, chỉ có thành tiểu ngũ trảm mới có tư cách xưng là đế giả. Hắn cũng không tin Triệu Thanh Phong đạt tới ngũ trảm, nếu không hắn không cần đánh, trực tiếp nhận thua, tứ trảm cùng ngũ trảm tranh lệch giống trảm trần và phân hồn, là bản chất khác nhau. Hơn nữa Triệu Thanh Phong thích hành hạ thiên tài tới chết. Dịch thiên hà cười khổ nói. Ta không có chết, không phải bởi vì Triệu Thanh Phong động thiện nghiệp, mà là vì hắn khinh thường giết nhân vật bình thường. Trong mắt Triệu Thanh Phong, Vương Giả chỉ là thế hệ bình thường mà thôi. Lăng Hàn gật gật đầu, nói: "Tốt, ta sẽ nhớ trong lòng." Dịch Thiên Hà cũng gật gật đầu, hắn quay người rời đi, bóng lưng vô cùng cô đơn, dù sao trong trận chiến cùng cảnh giới, hơn nữa còn là tứ chảm đấu với tam chạm nhưng lại thua rõ đầu rõ đuôi, việc này đã kích lòng tin của hắn rất nghiêm trọng. Trên khán đài, sắc mặt Trình Phong Vân tái nhợt, hắn thật muốn lao xuống đánh dịch thiên hà một trận. Ngươi không phải vương giả sao, chó má, không bằng cả heo, tát, thiên phượng thần nữ lên tiếng, đánh bạc phẩm, trình phong vân rất tốt, hắn vươn tay tát vào mặt của mình. Trận chiến này giúp thanh danh của Lăng Hàn đã lên cao càng trở nên vang dội hơn trước, cũng hấp dẫn thêm nhiều thế lực mời chào, cũng giống ngày hôm qua, Lăng Hàn căn bản mặc kệ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Lăng Hàn vẫn gặp vương giả, người càng ngày càng ít, tỷ lệ gặp cường giả càng cao, kỳ thật gặp phải Lăng Hàn mới là bất hạnh của bọn họ. Hắn hát vang tiến mạnh tiến vào top 16 người, chỉ cần thắng hai trận là hắn có thể thẳng tiến tầng thứ tư, đánh vòng chung kết. Ngày thứ 9, đối thủ của Lăng Hàn là Nhu Yêu Nữ, trận chiến này, Lăng Hàn thất bại, im lặng vài ngày trình phong vân lại sinh rộng, mấy ngày hôm trước hắn vẫn im lặng, cho dù người khác bảo hắn nói hắn cũng chỉ cười ha ha. Hắn lại không ngốc, đường phong, dịch thiên hà hợp lại còn không bằng Lăng Hàn, nếu hắn còn mạnh miệng thì đó là miệng hắn tiện. Lúc này lại khác, bởi vì đối thủ của Lăng Hàn là Nhu yêu nữ. Nhu tiên tử chính là thánh nữ tố nữ môn, chẳng những vóc người đẹp như tiên nữ, tươi đẹp như đào lý, còn tu hành công pháp tố nữ môn, đừng nói nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng không thể ngăn tiếng cười của nàng. chương 2022, thắng được, Trình Phong Vân khôi phục tự tin ban đầu, chỉ điểm Giang Sơn, không sợ ăn đau khổ. Đối với nam nhân mà nói, Nghị lực của Tố Nữ Môn có lực sát thương cực lớn, chống lại thiên tài được xưng trăm triệu năm khó gặp của Tố Nữ Môn, Lăng Hàn làm sao có thể không bại? Mọi người không lên tiếng, tất cả chỉ lặng lặng nghe hắn nói, lúc này mới có người nói: "Nếu không, lại đánh bạc chút gì đó." Lần này lòng tin Trình Phong Vân bạo tăng, hắn nói: "Nếu Lăng Hàn còn có thể thắng, ta sẽ nhảy ở nơi này." Hắn vừa nói ra lời này, có thể thấy được hắn nắm chắc lớn bao nhiêu. Đánh bạc càng nặng nói rõ hắn có bao nhiêu tự tin. Tốt, quả nhiên Trình Thiểu hào hùng, có vài người hứng chí không ngừng tán thưởng Trình Phong Vân. Trong chàng, nhu yêu nữ dịu dàng đi tới, dung nham tuyệt mỹ xinh đẹp như tiên lại tỏa ra vũ mị đoạt mạc, eo thon lắc nhẹ, cặp mông đầy đặn chập chờn làm lòng người tan chảy. Nàng cau mày và thở dài, tại sao ta lại gặp quái vật như ngươi chứ? Ít nhất cũng phải ở vòng chung kết mới đúng. Nàng buồn bực gần chết, ngươi không phải đi côn bằng cung rồi sao, tạo sao lại nhắm vào cổ đạo đan. Ta nhận thua, nàng trực tiếp không chiến mà hàng. Phốc, Trình Phong vân phun một cái, thân tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Hôm nay là ngày chó chết gì thế? Trình Phong vân há to miệng có thể nhét cả quả trứng gà vào. Cái quỷ gì thế này? Ngươi không phải thánh nữ của tố nữ môn sao? Ngươi không phải yêu nhiệt tuyệt đỉnh trăm triệu năm mới có một sao? Dựa vào, còn chưa đánh đã nhận thua. Trọng tài, ta muốn tố cáo, trong này có việc ẩn. Cho dù nội tâm Trình Phong Vân có hoạt động phong phú cỡ nào, hắn cũng không nói ra thành lời. Hắn có thể nói cái gì? Quy tắc trận đấu không có nói cấm nhận thua, chẳng lẽ hắn còn có thể bức bách nhu yêu nữ đấu với lang hàn sao? Trước mắt hắn tối sầm, bất kể là tảng đá hay tự tát vào mặt, hắn cũng có thể tiếp nhận, nếu hiện tại hắn múa khỏa thân ở nơi này chắc chắn sẽ xấu mặt với bao nhiêu người, hắn không thể thừa nhận nổi. Nhưng vấn đề là những lời này do bản thân hắn nói ra miệng. Đây là từ gây nhiệt, hắn nhìn chung quanh, mọi người cũng nhìn về phía hắn. Ta cởi, hắn lớn tiếng kêu lên, đánh bạc phẩm của trình thiếu rất tốt. Sau khi ra khỏi võ đài, nhu yêu nữ đuổi theo. Lăng huynh, không phải ngươi đi côn bằng cung sao, đúng là yêu nữ phong tình vạn trùng, cho dù nói chuyện đúng đắn nhưng làm cho người ta có cảm giác như gió thổi bên tai, tà tâm bạo phát. Thiên phượng thần nữ sinh lòng cảnh giác, nàng cũng không phải nữ hoàng có tự tin ngạo khắp thiên hạ, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân, tuyệt đối không hy vọng lăng hàn dính dáng với nữ nhân khác bởi vậy nàng bảo trì bài xích mãnh liệt với nhu yêu nữ không hy vọng lăng hàn quá thân cận lăng hàn cười cười một lời khó nói hết hắn không muốn nói bản thân gặp chuyện không may trên đường đi gặp hai tên cường giả giao thủ bản thân hắn người vô tội bị liên lụy càng bị huyết ảnh lão ma thi triển huyết sát chú a à, nhu yêu nữ không vui vì cái gì ngươi luôn lãnh đạm với ta ta chiêu ngươi chọc giận ngươi số nam nhân đáng giận trong nội tâm nàng mắng chửi nhưng trên mặt vẫn tươi cười vũ nghị công pháp tố nữ môn chính là như thế, ngươi lại hung ác với ta, ta sẽ tươi cười xinh đẹp, bằng không đừng thi triển công pháp nữa. Đáng tiếc nghị công không có tác dụng với lăng hàn chút nào, hắn phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Nhu yêu nữ tức giận dậm chân, lần đầu phải kẻ không trúng nghị thuật của nàng, hoàn toàn không dính chút nào cả. Lại cách một ngày, lăng hàn gặp đối thủ cuối cùng, một tên nam nhân gọi là thù, không có họ, có lẽ cũng không phải tên, mà là danh hào. Người này nhìn có phần bình thường, con đường hắn đi tới bây giờ rất gập ghềnh, gặp đối thủ nào cũng miễn cưỡng chiến thắng, mấu chốt là mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, hắn đều có thể chiến thắng. Lăng Hàn so với hắn, dáng người của thù không cao, tướng mạo bình thường, thuộc về ném vào trong đám người tuyệt đối sẽ không làm người ta chú ý tới. Hơn nữa toàn thân hắn không có khí thức lưu chuyển, thực sự chẳng khác gì người bình thường. Nhìn thấy điểm này đã cảm thấy hắn không tầm thường, hắn có thể khống chế khí thức trong người không toát ra ngoài, đây là biểu hiện trí cường. Trình thiểu mọi người trên khán đài nhìn sang trình phong vân không thể không bội phục người này ăn tảng đá tự tát vào mặt nhảy múa khỏa thân hơn nữa xuất hiện đúng giờ tính reo như vậy không ai có trình phong vân lắc đầu liên tục hôm nay đánh chết hắn cũng không nói lời nào ca hôm nay làm mỹ nam tử an phận mọi người thất vọng như vậy thiếu đi chút sung sướng lúc này đám người lăng hàn đang làm thủ thế mời ra tay hắn cũng không xem thường đối phương có thể một đường giết vào top 8 tuyệt đối không phải kẻ yếu, có lẽ vô cùng cường đại. Thu nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nhếch miệng cười cười, nụ cười này có thể hù chết người, hắn lại không có răng và lưỡi, trong miệng là một gương mặt chết nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Cho dù Lăng Hàn to gan lớn mặt thì nội tâm cũng sinh ra hàn khí. Đúng lúc này thân ảnh của hắn biến mất, lập tức giết về phía Lăng Hàn, hắn vun tay phải lên, trong tay cầm mảnh kiếm. Đúng là mảnh kiếm, nó chỉ lớn bằng sợi tóc mà thôi, hàn quang chấp động đâm vào người lăng hàn. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt đã đâm ra vô số kiếm, hơn nữa chỉ có một mảnh kiếm, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh cho nên lúc huy kiếm, không gian bị đâm rách, quy tắc tan vỡ. Thật mạnh, Trình Phong vân trợn mắt há hốc mồm, hắn vô cùng hối hận, dựa vào, vì cái gì hắn hôm nay không đánh bạc. Có thể thằng ha, hắn tức giận dậm chân, bị nghẹn vài ngày, nằm mộng cũng muốn nhìn thấy lăng hàn thua, sau đó khôi phục bộ dạng chỉ điểm Giang Sơn, biểu đạt phiền muộn trong lòng, hiện tại cơ hội tới lại bỏ qua. Mọi người cũng hoa mắt, ai có thể tin tưởng người có tướng mạo xấu xí như vậy lại có chế ến lực như thế. Lăng Hàn ở trước mặt đối phương không có chút sức hoàn thủ nào. Bản thân thù lại không có chút đắc ý, người khác không biết nhưng hắn biết rõ ràng, Lăng Hàn nhìn như ăn vô số kiếm nhưng không có kiếm nào thật đánh trúng Lăng Hàn. Đối phương thật sự cường đại, quy tắc chi lực hộ thân giống như đại đạo bạo phát, mặc hắn công kích thế nào cũng không có hiệu quả. Đúng lúc này đột nhiên Lang Hàn hành động và nhìn thẳng về phía hắn. chương 2023, vô cùng hung hăng càn quấy. Nội tâm thù phát lạnh, hắn vội vàng lui nhanh ra phái sau. Hắn cảm thấy đối thủ như ngọn núi cao bất động, người có thể làm càn, chỉ khi nào phản kích chính là sơn băng địa liệt, bài sơn đảo hải. Lang Hàn nhoẻn miệng cười, nói, thực lực không tệ, người xứng đáng xếp hạng nhất trong đám người ta gặp mấy ngày qua. Người này có chiến lược tiếp cận hoàng gia, cho dù gặp được tử hà băng vân, lạc trường phong cũng có thể chống lại hai chiêu. Đáng tiếc gặp là hắn, lang hàn ra tay, năm ngón tay vươn ra đánh một trường về phía thù. Trường chưa tới nhưng khí thế như núi cao vạn trượng, thù lúc này đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm thấy sợ vỡ mật, muốn tránh nhưng hai chân không nghe lời, hắn không thể nhúc nhích. Hắn cuối cùng là tồn tại tiếp cận hoàng giả, thù thét dài một tiếng, hắn thoát khỏi áp chế tâm linh của lang hàn và tiếp tục xuất kích. Cho dù bại hắn cũng muốn bại trong chiến đấu. Oanh, đối kháng một kích, thủ bị đánh bay ra ngoài, hắn nắm trên mặt đất không bỏ dậy được. Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người vốn tưởng rằng Lăng Hàn thua chắc rồi, tuyệt đối không ngờ rằng ý niệm vừa sinh ra suy nghĩ như vậy, Lăng Hàn đã chuyển bại thành thắng, xoay ngược quá nhanh. Trình Phong vân âm thầm cảm thấy may mắn và nghĩ mà sợ, khá tốt hắn hôm nay không đánh bạc, bằng không thì. Nên đi tới tầng thứ tư, chờ yêu nghiệt nơi đó thu thập Lăng Hàn ngày hôm nay chấm dứt cũng quyết ra toàn bộ người tham gia vòng bán kết theo thứ tự là lăng hàn trương tuyền hà nhạc và dương bích nguyệt trừ lăng hàn ra ba người khác là truyền nhân thế lực tam tinh có thiên tư vương giả bằng không cũng không có khả năng thắng vượt qua chiến đấu ác liệt bọn họ cũng không quay về nơi ban đầu mà là tụ tập cùng một chỗ lập tức sẽ đi tầng thứ tư ngày mai là ngày bắt đầu chiến đấu vòng loại chung kết lăng hàn cũng rất chờ mong tầng thứ tư có phòng tu luyện thời gian hắn muốn nhanh chóng luyện ra lô tiên đan đầu tiên luyện ra hắn xem đây là nước cờ đầu mở ra cánh cửa tiến vào bên trong thành đan đạo lang hàn và thiên phượng thần nữ cùng tiến vào truyền tống trận đi tầng thứ tư làm người xuất sắc bọn họ vẫn có đặc quyền nho nhỏ cho phép mang một hai người tiến vào tầng thứ tư nhưng chỉ giới hạn trong lúc thi đấu sau khi xong phải rời đi trong ba ngày người muốn quan sát trận đấu không có đãi ngộ như vậy chỉ có thể dùng tiền ngồi truyền tống trận không cần mỗi một tầng không gian lớn như vậy người có thể chạy bộ sao truyền tống trận một lần một khối tinh thạch hơn nữa không thể dừng lại trong tầng thứ tư cùng ngày đến cùng ngày phải quay về bằng không giao nộp hai khối tinh thạch nghe nói truyền tống trận cũng có cổ phần của tử thành đan sư đúng là biết kiếm tiền sau khi đi vào tầng thứ tư dám người lăng hàn được an bài chỗ ở bọn họ tối đa cũng chỉ ở lại bốn ngày mặt khác thứ hai người thắng tầng thứ ba cũng ở nơi này bọn họ căn bản chính là thổ dân nơi đây sau khi đấu xong cứ trực tiếp quay về người tầng thứ tư không ở đây phải chờ trận đấu ngày mai mới xuất hiện. Nhưng vào lúc nửa đêm có một đạo khí tức đáng sợ bộc phát, lúc này mọi người trong trang viên đều thức dậy. Thật mạnh, bọn họ liên tục mở cửa ra, nhìn thấy trên bầu trời có một nam tử đang đứng như thiên thần, hắn tỏa ra khí chất bá tuyệt thiên hạ. Triệu, Triệu Thanh Phong, có người nhận ra người này nên nói ra thân phận của đối phương, giọng nói mang theo run rẩy. Có thể đánh vào vòng chung kết, có người nào không phải vương giả. Nhưng chỉ cần nói tên của đối phương lại run rẩy như vậy, có thể thấy được Triệu Thanh Phong người này hung tàn cỡ nào, cường đại tới mức đáng sợ ra sao. Triệu Thanh Phong, hiển nhiên không ít người nghe qua tên của hắn, ánh mắt những vương giả này đầy kiêng kỵ. Đồn đãi, Triệu Thanh Phong không những cường đại không hợp thói thường, hơn nữa tâm tính tàn nhẫn, có yêu thích hành hạ thiên tài tới chết. Ngàn vạn không nên bị hắn nhìn chằm chằm vào, nếu không rời khỏi thành Đan Đạo Phỉ tự cầu nhiều phúc. Hai tay Triệu Thanh Phong chắp sau lưng, hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mọi người trong ánh mắt mang theo khinh miệt rất mạnh. Một đám cặn bã, thật sự là phế vật, ta cũng không có hứng thú ra tay. Mọi người giận dữ, bọn họ có ai không phải vương giả, có một hai người thậm chí miễn cưỡng đạt tới cấp bậc hoàng giả, người lại nói bọn họ là cặn bã, phế vật, có ai nhịn được. Không phục, Triệu Thanh Phong cười cười, hắn vươn tay ấn vào hư không, trong hư không xuất hiện vô số mũi nhọn màu xanh bay xuống, đó là từng thanh kiếm màu xanh sắc bén, tuyệt đối là ký hiệu đại đạo tạo thành. Ông, lúc này chấn động đại đạo chư thiên áp chế mọi người. Mọi người vội vàng ra ti ngăn cản, ầm ầm ầm, cả trang viên bị phá hủy trong nháy mắt, vào lúc bụi mù biến mất, chỉ thấy đại bộ phận người nằm chết dí dưới đất, cho dù có mấy người không nằm nhưng toàn thân tổn thương. Tiện tay cũng có thể làm mười mấy vương giả vài hoàng giả không có lực hoàn thủ, đây là thực lực đáng sợ cỡ nào. Đây chính là Triệu Thanh Phong, đáng sợ hơn là, hắn đã mạnh tới mức này, nhưng chỉ một trong tứ đại thiên vương thủ hạ của nghiêm tiên lộ thôi, mà Nghiêm Tiên Lộ còn không phải truyền nhân của Tiên Vương Cửu Trọng. Ta đã nói các ngươi chính là cặn bã trong cặn bã mà." Triệu Thanh Phong nói, "Lần này tới đây là nói cho các ngươi biết, không nên lãng phí thời gian của ta, ngày mai chỉ có một trận tranh tài." Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người còn đứng ở đây, hơn nữa là người không tổn thương gì. "Lăng Hàn, Lăng Hàn đã thu Thiên Phượng thần nữ vào trong hắc tháp." "Lăng Hàn?" Triệu Thanh Phong nói ra, trong ánh mắt mang theo chiến ý hừng hực. Lăng Hàn hơi kinh ngạc đối phương biết rõ tên của mình hắn cũng nhìn đối phương tuy nhìn lên nhưng khí thế ngạo nghệ á tuyệt không thua gì đối phương không sai ta là lăng hàn hắn thản nhiên nói triệu thanh phong thực sự rất mạnh có lẽ còn mạnh hơn mình trước khi được hỏa diễm tiên vương rèn luyện nhưng hiện tại lăng hàn có tự tin tuyệt đối lăng hàn không dám xem thường thiên kiêu thiên hạ nhưng cũng tràn ngập tự tin triệu thanh phong nhếch miệng cười cười nói ngươi rất thú vị ngày mai chính là trận quyết chiến của chúng ta hợp lý sao 16 người tiến vào trận chung kết, tiến 8 tiến 4 tiến 2 mới tới hai người bọn họ, người trực tiếp nhảy qua 3 ngày chiến đấu, không sợ tử thành đan sư tính sổ với người sao. chương 2024, trận chiến cuối cùng thượng. Mặc dù Lăng Hàn chưa từng gặp qua vị đại sư này nhưng đã có thể khẳng định hắn là người biết kiếm tiền. Ha ha, nói sau, Lăng Hàn không sao cả, cho dù từng bước đánh bại đối thủ tới trận chung kết hay lập tức đấu võ hắn cũng không sợ. Ánh mắt Triệu Thanh Phong đảo qua, nói. Nếu như các ngươi vào ngày mai không tự rút lui khỏi trận đấu, như vậy đừng mong có kẻ nào còn sống quay về." Triệu Thanh Phong ta nói nhiều như thế, nói được làm được, đủ hung hăng càn quấy, đủ bá đạo, đủ cường ngạo, người ta lại có thực lực này. Tất cả mọi người im lặng, vốn còn ôm một tia hy vọng, sau khi bị Triệu Thanh Phong lật tay thất bại, tự nhiên đã kích được tin tưởng của bọn họ. Dù sao không có khả năng thắng, rời đi sớm và rời đi muộn có gì khác nhau? Triệu Thanh Phong a, không thể trêu vào càng không may là lăng hàn hắn bị triệu thanh phong nhìn chằm chằm vào ngày mai nhất định phải đấu với hắn lăng hàn ta chờ mong trận chiến ngày mai tuyệt đối không nên làm cho ta thất vọng nếu không triệu thanh phong chỉ nhìn lăng hàn một cái thật sâu hắn phất phất tay và quay người rời đi gia hỏa này hung hăng càn quấy tới cảnh giới thật cao lăng hàn nâng cầm nhìn lên có phải hắn quá vô danh hay không ngươi xem triệu thanh phong chi là một tên thủ hạ của thánh tử lại dám hung hăng càn quấy ở thành đan đạo như vậy Ngày mai, đánh bại thằng này, Lăng Hàn đã có quyết định, quản nghiêm tiên lộ là thiên tài yêu nghiệt cỡ nào, đó là chuyện sau này, hắn bây giờ nhìn Triệu Thanh Phong không vừa mắt, không đánh bại đối phương sẽ làm bản thân bị nghẹn một hơi tức giận. Trang viên bị san bằng nhưng 15 người không có ý chí chiến đấu, cũng là không thèm để ý, có người lập tức rời đi, có người lại không cam lòng, lúc này muốn đặt cược lên người Lăng Hàn. Bọn họ hy vọng nhìn thấy Lăng Hàn trình diễn một hồi đại nghịch chuyển trấn áp Triệu Thanh Phong. Ban đêm qua nhanh, sáng sớm hôm sau lăng hàn và thiên phượng thần nữ xuất phát tiến tới đấu võ trường cái gì những tuyển thủ khác đều rút lui chỉ còn lại hai người một tên phụ trách đấu võ trường nghe thủ hạ báo cáo thì đổ mồ hôi lạnh đã bán vé xong tại sao lại xuất hiện chuyện này triệu thanh phong hắn nghiến răng nghiến lợi người đánh nhiều vài trận sẽ chết sao không ngờ dám uy hiếp tuyển thủ khác bảo bọn họ tự động rút lui khỏi trận đấu khá tốt khá tốt cuối cùng còn một người lưu lại nếu không dày vò 10 ngày nửa tháng, trận chung kết không bệnh mà chết cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, thậm chí còn biến thành trò ưa ơi. Không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp vào trận chung kết. Này người phụ trách giận dữ nói, tuy Triệu Thanh Phong ân giận nhưng ai dám trách cứ hắn. Nhân vật từ thế lực tiên vương bát trọng đi ra ngoài, ngay cả cọng lông rơi xuống cũng quý giá. Huống hồ hắn còn là tùy tùng của nghiêm tiên lộ, người ta nói đánh chó ngó mặt chủ, đó là nhân vật tuyệt thế sẽ thành tiên vương đấy. Ai dám đắc tội, hy vọng lăng hàn này có thể tranh giành một chút hảo hảo giáo huấn triệu thanh phong này người phụ trách nói ra sau đó lại lắc đầu đây vốn là chuyện không có khả năng ngay cả thánh tử của tiên vương đại giáo cũng bị triệu thanh phong đánh bại dễ dàng lăng hàn có thể nghịch thiên hay sao trên khán đài lúc người chủ trì tuyên bố trận chung kết bắt đầu cả đấu võ trường lập tức xôn xao đây là trò quỷ gì thế đã nói xem trong bốn ngày tại sao rút còn một ngày các ngươi dự định làm gì những người khác Tân Tân khổ khổ một đường đánh tới bây giờ, kết quả mất đi tư cách một cách khó hiểu. Nhưng người chủ trì cũng nói những tuyển thủ khác đều rút khỏi thi đấu, cũng không thể ép bọn họ đánh nhau nha. Bởi vậy, mặc kệ người có nguyện ý hay không đều phải tiếp nhận kết quả này. Chỉ có một cuộc tranh tài, Lăng Hàn đấu Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn, Lỗ Tiên Minh thì thào, chẳng lẽ sẽ là người nọ? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lỗ Thiểu, Tôn Đông kêu một tiếng, "Như thế nào?" Lỗ Tiên Minh lắc đầu, cho rằng cả hai trùng tên trùng họ mà thôi, dù sao người trong tiên vực quá nhiều, xuất hiện trùng tên cũng không phải chuyện kỳ quái. Tôn Đông càng bội phục triệu thanh phong sát đất, hắn nói trực tiếp đánh trận chung kết, thế là hắn trực tiếp đánh trận chung kết, những người khác bị dọa sợ bỏ chạy, quá khí phách. Trận chung kết lại đánh với Lăng Hàn, hắc hắc, con chó kia nhất định sẽ bị triệu thanh phong hành hạ đến chết. Chờ nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể báo thù được rồi. Bên kia, Trình Phong Vân cũng hãnh diện, hôm nay là ngày Lăng Hàn thất bại. Vốn ta cho rằng Lăng Hàn phải lên võ đài chơi vài ngày, nhưng hôm nay lại là trận chung kết, trực tiếp chống lại Triệu Thanh Phong, hắn phải thua không nghi ngờ. Hắn chậm rãi nói ra, dường như hắn rất quen thuộc Triệu Thanh Phong. Hôm nay cũng không có ai đổ thêm dầu vào lửa, bởi vì vì mọi người cũng nghe nói qua sự tích của Triệu Thanh Phong. Lại nói chỉ trong thời gian ngắn trực tiếp bước mấy thánh tử và thánh nữ của tiên vương đại giáo rời đi, ở tầng thứ tư dọa chạy ba người, tất cả đều kiêng kỵ triệu thanh phong. Người này cường đại tới mức hủy thiên diệt địa, cho dù Lăng Hàn có mạnh cỡ nào, ở trước mặt Triệu Thanh Phong cũng phải tan tác mà thôi. Chuyện cần phải quan tâm chính là hắn tiếp được mấy chiêu. Ba chiêu, năm chiêu, 10 chiêu, ngươi còn dám xuất chiến, đúng là bội phục dũng khí của ngươi. Sau khi người chủ chỉ nói một đống lời nhảm nhí, trận chung kết bắt đầu, trận chung kết sớm mở màn. Hai tuyển thủ xuất hiện, ân, lỗ tiên minh vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn thấy Lăng Hàn. Dựa vào, không ngờ là ra hỏa này hắn lắc đầu cười cười thế giới này quá nhỏ không ngờ chưa qua một năm đã đụng phải lăng hàn không được lỗ tiên minh nói thầm trong lòng hắn không thể để cho lăng hàn chết trong tay triệu thanh phong thứ nhất hắn còn thiếu đốt phương một mạng thứ hai thực lực của lăng hàn rất mạnh hắn cần trợ giúp như vậy ân chờ sau khi lăng hàn bị đánh bại hắn lại ra mặt ngăn cản chiến đấu dùng thân phận của hắn triệu thanh phong cũng phải cho chút mặt mũi bởi như vậy hắn có thể trả ân tình của lăng hàn hơn nữa còn có thể mời chào. Ha ha, đúng là diệu chiêu. Tôn Đông cũng không chú ý tới sắc mặt lỗ tiên minh biến hóa, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, trong đầu của hắn lại nhớ tới tình cảnh bị bạo quốc hoa, hận không thể ăn thịt uống máu Lăng Hàn. Bắt đầu, người chủ trì phất phất tay, hắn nhường chỗ cho hai thiên kiêu. chương 2025, trận chiến cuối cùng hạ. Triệu Thanh Phong đứng chắp tay nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nói. Không tệ, ít nhất còn có chút dũng khí ta tưởng ngươi sẽ làm con rùa đen đấy lăng hàn cười ha ha nói nếu ta đi ai tới đánh ngươi thành cặn bã đây ha 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 dũng khí đáng khen hy vọng thực lực của ngươi không làm ta thất vọng triệu thanh phong cũng không tức giận hắn cười lớn hắn chỉ sợ lăng hàn không đủ mạnh không thể kích thích hắn phát huy từ đó kích phát tiềm lực bản thân hắn dừng ở tứ chảm đã lâu khả năng đột phá ngũ chảm lại nhỏ dựa vào tích lũy thời gian là vô dụng ngược lại chỉ phản hiệu quả lang hàn nói ta cũng hy vọng ngươi có thể mạnh một chút bằng không ta dẫm một con gà yếu ớt lại cảm thấy không có ý nghĩa cuồng nhưng không có một chút tác dụng nào triệu thanh phong nâng tay phải lên lòng bàn tay xuất hiện khe hở màu xanh sau đó bên trong khe hở có một thanh kiếm xuất hiện triệu thanh phong lộ ra thần sắc tàn nhẫn vì bữa ăn ngon hôm nay hắn đã chờ thời gian rất lâu hiện tại không chờ được nữa hắn muốn hưởng thụ giết một thiên tài thực lực gần với mình sẽ không đủ kích phát võ đạo chi tâm của hắn. Đúng vậy, hắn tu luyện sát lục quy tắc, chư thiên vạn vương, thanh phong vi nhất, triệu thanh phong nói ra, trong giọng nói mang theo ngạo nghễ không chút che giấu. Lăng Hàn kinh ngạc, người này quá không biết xấu hổ. Thiên hạ vạn vương, người dám nói mình mạnh nhất, ai cho người tin tưởng như vậy? Phải biết rằng, cho dù là nghiêm tiên lộ cũng không có tư cách xưng là mạnh nhất, huống chi là ngươi. Hắn cười ra tiếng, còn lắc đầu dám diễu cờ ta, triệu thanh phong cười lạnh, hắn giơ thanh phong kiếm lên sau đó chém về phía lăng hàn, xoát, một đạo kiếm khí bộc phát hào quang vạn trượng tấn công về hướng của lăng hàn. Hắn cuồng nhưng thực lực của hắn rất mạnh, một kiếm này ngưng tụ vô thượng đại đạo giống như có thể khai thiên tích địa. Không hổ là thiên kiêu của vĩnh xương giáo, trên khán đài, vài tên đại nhân vật đang xem cuộc chiến, đều là cường giả thăng nguyên, mạnh nhất dưới tiên vương. Trong mắt bọn họ, đừng nói triệu thanh phong và lăng hàn, cho dù nghiêm tiên lộ đến cũng chỉ là tiểu hoa nhi. Tiềm lực của ngươi mạnh hơn nữa cũng là chuyện của tương lai, chảm trần cảnh làm sao có thể được thăng nguyên xem trọng. Chiến lực thật mạnh, các đại nhân vật cũng đánh giá, tiểu tử này đã tu trảm trần hoàn mỹ, bổn tọa không tin dùng thiên phú của hắn không thể đột phá phân hồn. Hắn là, những đại nhân vật nhìn chằm chằm vào, bọn họ đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương, bọn họ nghĩ tới một truyền thuyết, thực sự chỉ là truyền thuyết mà thôi, ít nhất bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy có người thành công trên tứ trảm còn có ngũ trảm, cho dù kẻ này đi tới tiên vương đại giáo nào cũng có cấp bậc thánh tử, hết lần này tới lần khác lại làm tùy tùng của nghiêm tiên lộ. Có lẽ hắn hoàn thành ngũ trảm, đám đại nhân vật suy đoán, trong mắt mang theo thần thái bội phục, ngay cả bọn họ cũng khiếp sợ quyết đoán của triệu thanh phong. Nhưng tử thành lão nhân nhất định sẽ tức giận không nhỏ, không duyên cớ lại lãng phí lợi nhuận lớn. Một gã lùn tóc thắng vô số bím nhỏ lên tiếng, ha 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 ha, những đại nhân vật khác cười to, Nghĩ đến bộ dạng tham tiền của tử thành đan sư thì bọn họ chờ mong nhìn thấy gương mặt của hắn khi đó. Trong tiếng cười của các đại nhân ơ à, ợt, Triệu Thanh Phong chém một đạo kiếm khí về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất quyền, bành, trên tay hắn có hỏa diễm quy tắc quấn quanh nện vào kiếm khí. Kiếm khí lập tức nứt vỡ, nhưng Lăng Hàn cũng bị trùng kích lui ra sau, hắn vẫn lui tới biên giới võ trường mới bị vách tường ngăn cản, ầm, ngay sau đó vách tường rung chuyển. Đúng là một kiếm đáng sợ, chỉ một chảm tùy ý lại có uy lực mạnh như vậy. Lăng Hàn nhíu mày, cũng không phải thiên phú của hắn kém hơn đối phương, mà là vì tranh lệch tiểu cảnh giới, tam chạm đấu tứ chạm, hơn nữa Triệu Thanh Phong cũng tiếp cận cấp bậc đế giả, hắn lâm vào hạ phong. Thú vị, lại chiến. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn dùng sức dẫm mạnh dưới chân, bành, thân ảnh của hắn bay đi như tên bắn, lập tức giết về phía Triệu Thanh Phong. Nguyên lực trong người hắn dùng lôi đình quy tắc phân tán, tốc độ của Lăng Hàn nhanh không cách nào hình dung. Hắn giơ nắm đấm lên tấn công Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong hơi có chút kinh ngạc, bởi vì chiến lực của Lăng Hàn tuy không bằng mình nhưng lại đón đỡ một kích của hắn mà không bị thương, lực phòng ngự như thế làm hắn động dung. Nhưng đây mới là thiên tài mà hắn chờ mong, nếu như Lăng Hàn cũng như kẻ bình thường bị hắn tiêu diệt trôi vài chiêu, như vậy làm sao kích phát võ đạo tâm của hắn. Hắn hoành kiếm quét ngang về phía Lăng Hàn, ông, thân kiếm tỏa ra hàn quang đáng sợ, có mạch lạc đại đạo bộc phát, bản thân thanh kiếm là chuẩn tiên khí hơn nữa được ý chí võ đạo cường đại của triệu thanh phong ra chỉ nên bắn ra thần quang vô hạn. Lăng hàn hét lớn một tiếng, hắn thúc giục lôi đình tới mức tận cùng, bành, va chạm kịch liệt, hắn bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Nhưng khí lực của hắn quá mạnh mẽ, trực tiếp va chạm, tay phải lại bị lôi đình quy tắc quấn quanh cho nên không bị kiếm chém bị thương. Điểm này làm triệu thanh phong khiếp sợ, trước kia chỉ chém ra một đạo kiếm khí, lăng hàn có thể bình thường như không có việc gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là kiếm, hơn nữa còn ẩn chứa sát lục chi khí sở trường của hắn, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Cho dù như vậy cũng không gây tổn thương lên lăng hàn, thậm chí nắm đấm của hắn không chóc ra. Triệu thanh phong phát run, cũng không phải hắn sợ hãi, mà là kích động. Một đối thủ tốt vô cùng khó được, nếu như hắn không thể tìm kiếm đối thủ phù hợp, thậm chí hắn sẽ tử chiến với ba tên thiên vương thủ hạ của nghiêm tiên lộ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể kích phát ý chí cường hoành của hắn, hết sức đấu một trận với đối phương đương nhiên hắn không nghĩ như vậy hắn sợ nghiêm tiên lộ tức giận hiện tại có một người ngoài có thể kích thích ý chí của hắn mới là tốt nhất đã có thể giúp võ đạo tâm thăng hoa lại không cần chọc giận nghiêm tiên lộ quả nhiên là ông trời ban ân cho ta với tư cách hồi báo cho ngươi ta sẽ để ngươi chết vô cùng thống khổ sẽ để cả thế giới này buồn bã nhớ ngươi triệu thanh phong lè lưới liếm kiếm phong một chút ánh mắt mê ly nhưng trong người của hắn bộc phát sát khí đáng sợ hắn lúc này biến thành hung thú vô cùng nguy hiểm chương 2026, người làm ta quá thất vọng. Tu sát lục quy tắc, thời điểm điên cuồng hắn sẽ không nhớ rõ ai với ai, chỉ có ý niệm giết chóc trong đầu. Lăng Hàn không dám khinh thường, đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ, từ Hà Băng Vân, Lạc Trường Hà hoàn toàn không xứng sách dày cho Triệu Thanh Phong. Hắn thét dài một tiếng, vận chuyển lực lượng rót vào tiên ma kiếm đối kháng với Triệu Thanh Phong. Hai thiên kiêu trẻ tuổi có chiến ý sôi sục, huy kiếm đối cứng với nhau, âm thanh đinh, đinh, đinh giòn tan vang lên, sau đó lực lượng truyền ra nổ vang như sấm sét. Mỗi một lần giao phong đều là đại đạo va chạm bắn ra hào quang mê huyễn, sau đó hóa thành vụ nổ lớn, nếu không có đấu võ trường, có trận pháp bảo hộ, nơi này khẳng định bị san bằng thành bình địa, hơn một vạn người xem sẽ tổn thương. Nhu yêu nữ không tự chủ nắm chặt nắm đấm của mình, nàng nghe nói qua uy danh của Triệu Thanh Phong, đây là thiên tài chân chính, đồng thời cũng là cuồng nhân, tên điên, nếu bị hắn nhìn chằm chằm vào, gần như không có ai thoát khỏi cái chết tuy nàng oán hận lăng hàn không hiểu phong tình nhưng bọn họ vài lần kề vai chiến đấu tự nhiên cũng có giao tình nhất định nàng không muốn nhìn thấy lăng hàn chết trong tay triệu thanh phong triệu thanh phong quá mạnh mẽ hoàn toàn đè đánh lăng hàn tuy lực phòng ngự của lăng hàn rất mạnh nhưng thủ lâu không được sẽ có thời điểm bị công phá trong nội tâm nàng lo lắng hai tay nắm chặt càng ngày càng gấp tôn đông lại hưng phấn đồng thời cũng có chút không kiên nhẫn nhìn thấy triệu thanh phong đã chiếm hết thượng phong tại sao còn chưa tiêu diệt lăng hàn Trình Phong Vân cũng ôm suy nghĩ giống như hắn, hắn hận không thể lập tức đi lên chợ giúp Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn rơi vào hạ Phong, mỗi người đều nhìn ra được, mỗi lần giao Phong, tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn sẽ không thừa nhận nổi, hết lần này tới lần khác hắn lại có thể đứng đó không có việc gì. Thằng này, cũng là yêu nghiệt, khóe miệng Triệu Thanh Phong nở nụ cười tàn nhẫn càng ngày càng đậm, hắn a à thích loại thiên tài siêu cấp có tính dẻo, như vậy hành hạ đến chết mới đủ thoải mái, đặc biệt nghĩ tới lúc kiếm sắc bén của mình cắt qua cổ lồng ngực của lăng hàn nhìn thấy hình ảnh máu tươi bắn tung tóe võ đạo tâm của hắn thăng hoa tới tận cùng hắn có thể dễ dàng đẩy bình chướng ra cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể chống được một hồi máu huyết của hắn sôi sùng sục thời điểm hắn giết lăng hàn là thời điểm đẩy cánh cửa ngũ chảm lăng hàn nhìn như tràn đầy nguy cơ nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết mình chẳng gặp nguy hiểm gì cả khí lực của hắn cường đại tới mức đạt tới chuẩn tiên kim tam tinh chuyện này có ý nghĩa muốn đả thương hắn cần phải có chiến lược cấp xương hồn ngũ trảm mới có thể sánh ngang dương hồn triệu thanh phong là ngũ trảm sao nói đùa sở dĩ rơi vào hạ phong là vì cảnh giới thấp hơn hơn nữa vừa rồi hắn chỉ vận dụng lôi đình quy tắc hắn nắm giữ rất nhiều quy tắc nhưng nếu sắp xếp uy lực đứng đầu là hỏa hệ quy tắc thứ hai là thủy hệ thứ ba là lôi đình về phần không gian thời gian sát lục quy tắc hắn chỉ lướt qua dùng quy tắc xếp hạng thứ ba đối chiến với đối thủ có chiến lực tương đương mình rơi vào hạ phong không phải chuyện rất bình thường sao Lăng Hàn, nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, trong vòng ba chiêu tất máu tươi năm bước. Toàn thân Triệu Thanh Phong bộc phát sát khí, hắn để thân sát lục quy tắc tới mức tận cùng. Hắn hiện tại chẳng khác gì sát thần. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn cũng muốn lợi dụng đối phương đẩy cánh cửa tứ trảm, nếu không lúc tiếp dẫn năng lực trí cao của hỏa diễm tiên thai, lực sát thương của hắn bộc phát tới mức đáng sợ. Không nên làm ta thất vọng, nhưng chút thực lực này của ngươi chưa đủ. Chưa đủ, chưa đủ, đôi mắt Triệu Thanh Phong đó thấm, sát khí của hắn không ngừng kích phát sát lục quy tắc. Hắn hét lớn một tiếng, ông, thân kiếm run rẩy hóa thành một đạo lưu quang, thanh kiếm là chuẩn tiên khí bộc phát độn khí như mặt huyết trì. Kiếm khí chém qua, trên người lăng hàn xuất hiện thương thế. Khá tốt chỉ rách ra chứ không sâu tận xương, thứ cứng nhất trên người hắn chính là xương cốt, nó đã đạt tới độ cứng của chuẩn tiên kim tam tinh, nhưng làn da huyết nhục vô cùng biến thái. Khả năng một kiếm phá vỡ làn da lăng hàn, một kiếm này có uy lực cực lớn ngươi cho rằng ta chỉ tu luyện sát lục quy tắc triệu thanh phong cười lạnh sai ta là thanh đồng tiên thai kim hệ mới là bổn mạng thuộc tính của ta cũng là quy tắc mạnh nhất của ta khó trách sát lục quy tắc sát khí vốn có lực phá hoại cường đại mà rửa kim chi khí lại chủ công cả hai điệp ra cho nên vô kiên bất tồi ngươi chỉ có chút thực lực này hay sao quá thật đáng buồn uổng cho ta xem ngươi thành đối thủ nhịn nhiều ngày như vậy mới ra tay ngươi làm ta quá thất vọng trên khán đài lúc này có tiếng hoan hô vang lên Đối với người bình thường, bọn họ cũng không thèm quan tâm ai thắng ai thua, chỉ cần có thể nhìn thấy huyết chiến đặc sắc là vui vẻ rồi. Tốn tiền nhiều như vậy phải xem được cảnh tượng huyết nhục tứ tung. Hiện tại Lăng Hàn cũng thấy máu, tự nhiên sẽ làm bọn họ cao hứng không gì sánh nổi. Sát, 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 có ít người đỏ mắt giống to, bộ dạng cuồng nhiệt điên cuồng còn hơn cả triệu thanh phong. Tôn Đông cũng là một phần tử trong đó, hắn vừa hô to vừa hoa tay múa chân. Lỗ tiên minh lại tát hắn một cái. Tôn Đông bị đánh một tát mà ngẩn người, sau đó ngơ ngác mờ mịt hỏi. Thánh tử, vì cái gì ngươi đánh ta? Hắn rất ủy khuất, lỗ tiên minh hừ một tiếng, với tư cách một tên thượng vị giả hắn cần phải giải thích với thủ hạ hay sao? Ngươi không biết quan sát hay sao, còn muốn làm thân tín của ta? Ngu ngốc, tuy Tôn Đông tính thích nữ sắc nhưng cũng là người thông minh, phát hiện lỗ tiên minh sinh ra bất mãn rất lớn liền vội vàng ăn nói khép nép bồi tội, về phần tại sao cứ chờ sau hãy nói. Bên kia, Trình Phong Vân càng hưng phấn, bởi vì Lăng Hàn hắn đã chịu tội rất nhiều, đường đường thiếu gia Trình ra lại bị bắt ăn tảng đá, tự tát vào mặt, nhảy múa khỏa thân, hắn làm sao chịu nổi. Hắn nghẹn 10 ngày, trong nháy mắt bạo phát ra ngoài, tự nhiên hắn cảm thấy thoải mái tới mức tận cùng. Sát, Triệu Thanh Phong, sát, hắn quát, gương mặt đỏ bừng, mạch máu trên làn da phồng lên, trái tim hắn có khả năng bị kích thích quá độ mà vỡ tan. Nhu yêu nữ càng khẩn trương, nội tâm của nàng nói thầm tại sao đồ đần này không nhận thua, chẳng lẽ muốn bị đánh chết hay sao? chương 2027, hiểu rõ thực lực lẫn nhau. Người xính uy làm cái gì chứ? Đừng nói nàng, cho dù là thiên phượng thần nữ cũng có chút không chắc chắn, tuy nàng biết rõ thực lực của Lăng Hàn nhưng chiến lực của Triệu Thanh Phong quá hung tàn, hơn nữa hắn tạ ật sự kích thương Lăng Hàn. Nàng lo lắng ra mặt, trên mặt đẹp còn mang theo lo âu. Ca, tiểu tử này nhịn không được, Sơn Điền Vũ Hưng Phấn nói ra, dưới dâm uy của ca ca cho nên hắn không ra tay với Lăng Hàn, nhưng như vậy không có nghĩa hắn không hận Lăng Hàn. Bây giờ nhìn Lăng Hàn bị thương, hắn hăng máu gà, hưng phấn không gì sánh kịp. Sơn Điền Cửu lại im lặng rất nhiều, hắn cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy tất cả như vậy mới hợp tình hợp lý. Triệu Thanh Phong quá mạnh mẽ, ngay cả thánh tử thánh nữ của tiên vương đại giáo cũng bại, Lăng Hàn tối đa chỉ là thánh tử của thế lực tiên vương mà thôi, hắn không chịu nổi một kích khi đối mặt Triệu Thanh Phong có thể kiên trì lâu như vậy mới bị thương đã vượt qua dự kiến của hắn rất nhiều cho dù là các đại nhân vật cũng gật đầu thỏa mãn triệu thanh phong cường đại đã đạt tới trảm trần đỉnh phong thậm chí đã vượt qua bởi vì chiến lực giữa trảm trần và phân hồn có một đoạn hư không hiện tại triệu thanh phong đang ở bên trong phạm vi hư không đó làm thế nào người xem hoan hô như bài sơn đảo hải ở đây không có bao nhiêu người nhận ra lăng hàn tự nhiên sẽ không có ai cổ vũ triệu uy cho hắn mọi người đều có thiên hướng ngã về phía cường giả Triệu Thanh Phong, Triệu Thanh Phong, Triệu Thanh Phong, vạn chúng cùng hô, giống như muốn phá vỡ thiên đô. Triệu Thanh Phong nở nụ cười lạnh buốt, hắn cầm trường kiếm nhắm ngay Lăng Hàn. Không thể hoàn toàn nhen thiêu đốt võ đạo tâm của ta, người còn sống có ý nghĩa gì, đi chết đi. Hắn hét lớn sau đó tấn công Lăng Hàn, cút, Lăng Hàn gào thét, hắn huy kiếm đón đỡ, lôi đình chi quang rối loạn, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hắn cũng vận chuyển tiên thai của mình, vận dụng hỏa diễm quy tắc. Hắn vẫn có cảm giác, Triệu Thanh Phong không sử dụng toàn lực, bởi vậy hắn vẫn chỉ vận dụng lôi đình quy tắc so chiêu với đối phương. Bây giờ đối phương đã vận dụng át chủ bài, hắn cũng bắt đầu phóng thích chiến lực chính thức của bản thân. Người muốn đột phá, ta cũng muốn, vậy phải xem ai là đá đặt chân của ai. Oanh, song kiếm giao phong, một đạo hào quang từ mũi kiếm bắn ra ngoài, một ít quang diễm nhanh chóng hóa thành biển lửa, sau đó hóa thành vụ nổ khủng bố bạo phát ra chung quanh. Ầm 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 ầm, tiếng nổ rất mạnh, trận vân tỏa sáng ngăn cản sóng xung kích đang bạo phát. Dù là như thế, thần hồn của khán giả như bị đoạt đi, bọn họ thất thần, bộ dạng thất hồn lạc phách. Quá mạnh mẽ, quá cường đại, đây là thực lực chảm trần hay sao? Càng thêm kinh khủng là, Lăng Hàn đã vãn hồi hoàn cảnh xấu, toàn thân hắn có hỏa diễm bốc lên hừng hực giống như thái dương, ánh sáng chói mắt. Một kích này, cho dù Lăng Hàn rơi vào hạ phong nhưng vẫn có thể trèo trống. Tiếp tục đánh, trên khán đài, các đại nhân vật im lặng và suy nghĩ. Qua một hồi lâu, người lùn có mái tóc bạc nói. Tiểu tử này cũng chỉ là tam trảm đỉnh phong, thực lực của Lăng Hàn không lọt vào trong lòng các đại nhân vật, nhưng vấn đề nằm ở điểm này, một tam trảm đỉnh phong nhưng có thực lực bước vào hư không giữa trảm trần và phân hồn, việc này quá khoa trương. Cho dù người tiến vào tứ trảm, chẳng lẽ có thể đấu với phân hồn? Đấu với phân hồn là chuyện không có khả năng, nghiêm tiên lộ cũng không có khả năng lúc ở tứ trọng có thể ấu phân hồn, chỉ có thể quét ngang tất cả bụi bậm có vị đại nhân vật mở miệng trừ khi hắn có thể tiến lên ngũ trảm, vài đại nhân vật đồng thời nói ra nhưng nói ra những lời này làm bọn họ dao động ngẩng đầu lên nhìn vào hư không hắc hắc nếu các ngươi tranh giành như vậy bổn toa sẽ thu ra hỏa này làm đệ tử người lùn tóc bạc nói ra hồ lão quỷ chiến lược cao thấp là một việc nhưng lần này trở về thu đệ tử là có ý gì một lão giả thân hình cao bước nhanh tới tiểu tử này lão phu có hứng thú thu hắn làm đệ tử Bồn tòa cũng không phải muốn nhận làm đệ tử, ta chỉ muốn hắn làm con dễ mà thôi. Lại một gã đại nhân vật nói ra, lúc này có đại lão tranh nhau đỏ mà tới mang tai. Ha 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 ha, lúc này mới cảm thấy thú vị. Triệu Thanh Phong cũng không bởi vì lăng hàn cường thế phản kích mà khiếp sợ, ngược lại hắn càng vui mừng, lăng hàn chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể kích phát võ dạo tâm của ta. Chết, hắn cười to như điên, trường kiếm chém ra hàng tỷ đạo kiếm quang che phủ cả võ đài đây là lĩnh vực kiếm khí của hắn, bởi vì hắn là kim hệ tiên thai, trời sinh thân cận cai âm loại, tùy ý có thể điều khiển. Hiện tại thiên địa kim loại hóa thành kiếm khí, hơn nữa do quy tắc tứ chảm đỉnh phong khống chế, lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Tất cả kiếm khí bắn tới một lượt, muốn bắn lăng hàn thành tổ ong vỏ vẽ. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, kiếm khí rơi xuống hình thành kiếm cầu cực lớn vây khốn lăng hàn vào bên trong. Chết chưa, trên khán đài, tất cả mọi người ngừng thở, chiến đấu như tê ế quá kịch tính quá đặc sắc làm người ta quên cả hô hấp oanh chỉ thấy một đạo hỏa diếm từ kiếm cầu bốc cháy hừng hực kiếm cầu tan rã, lăng hàn ngạo nghễ đứng đó không tổn thương gì hí khán giả đều kinh hô cũng quá mạnh lăng hàn là người nào chẳng lẽ hắn là thánh tử của tiên vương đại giáo cố ý giấu diếm thân phận triệu thanh phong cười to như điên thân thể lao tới huy kiếm chảm mạnh sát lục tâm đang thiêu đốt lăng hàn cường đại làm sát ý của hắn sôi trào tới cực điểm hiện tại hắn chờ thời đánh chết lăng hàn khi đó hắn sẽ hoàn thành thiêu đốt lăng hàn thét dài một tiếng tiên ma kiếm chém xuống hắn không chút do dự ngạnh kháng với triệu thanh phong hai cường giả trẻ tuổi chiến đấu thỏa thích thỏa thích phóng xuất hào quang trói lọi của mình đánh ra truyền kỳ bất hủ muôn đời bất diệt có chút thánh tử thánh nữ của tiên vương đại giáo còn chưa rời đi sau khi nhìn thấy tình cảnh này liền thất lạc như bị đoạt thần hồn ánh mắt ảm đạm vô quang không sánh bằng thật sự không sánh bằng Tuy bản thân mình có thiên tư hoàng giả nhưng không thể so sánh với hai người này, giống như một người vừa cất bước, một người đã đạt tới đỉnh, căn bản không cùng một cấp độ. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, không cách nào tưởng tượng nổi hai người này chỉ là chảm trần cảnh mà thôi. chương 2028, lực phá hoại khủng bố. Đầu tiên, Lăng Hàn còn là tam chảm đỉnh phong, chờ hắn dảo bước tiến vào tứ chảm, như vậy chiến lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Thứ hai, trên đầu hai người này còn có ngọn núi không thể giao động. Nghiêm tiên lộ, hắn, mạnh cỡ nào, lăng hàn đánh cao hứng, hắn vận dụng đại thần thông bất động minh vương kim thân và hóa thành sáu tay bắt đầu vận chuyển tiên thuật. Chút tài mọn, triệu thanh phong cười suy, tuy hắn không phải thánh tử nhưng cường đại hơn chín thành chín thánh tử thánh nữ, nắm giữ rất nhiều tiên thuật. Thân thể của hắn ngay lập tức biến lớn gấp 10 lần, một cước đạp mạnh về phía lăng hàn. Một cước này giống như một ngọn núi bằng thanh đồng áp xuống, càng kinh người là, dưới lòng bàn chân có vô số ký hợp đại đạo chấp động, đó mới là chí mạng nhất. Vậy sao? lang Hàn cười lạnh, hắn điểm một chỉ về phía trước. Lưu đầy, đột nhiên thân thể khổng lồ của Triệu Thanh Phong biến mất ngay lập tức. Cho dù chỉ trong nháy mắt nhưng sau đó lại nhìn thấy bàn chân khổng lồ xé rách hư không hiện ra, sau đó tự là Triệu Thanh Phong cái kia cao lớn thân ảnh, rõ ràng chỉ có 5-6 trượng cao, nhưng thật giống như có thể đỉnh thiên lập địa. Hô, hắn đánh một thiết quyền thẳng vào mặt Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn đã sớm chờ hắn. Hừ, Triệu Thanh Phong không hốt hoảng chút nào, mái tóc đen tung bay và hóa thành một thanh lợi kiếm đâm vào mặt trái Lăng Hàn. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả cho ngươi một kiếm. Lăng Hàn không né tránh hoặc thua quyền, một quyền đánh thẳng về phía trước, hắn chỉ nhắm mắt trái và quay đầu đi. Ầm, um, một quyền một kiếm va chạm với nhau. Lần đầu tiên Triệu Thanh Phong bị Lăng Hàn đánh trúng, dưới một quyền cuồng bạo, hắn lập tức lui lại vài bước, mỗi khi lui một bước liền in dấu chân thật sâu trên mặt đất bởi vì khu vực này có trận pháp bảo hộ cho nên mặt đất dưới chân nhanh chóng khôi phục như cũ trên mặt triệu thanh phong xuất hiện dấu quyền ấn như một cái hố nhỏ quỷ dị là không rách ra càng không chảy máu giống như đánh thẳng vào một khối kim loại từ đó đánh lõm vào trong thanh đồng tiên thai lực phòng ngự của nó cực mạnh kiếm của triệu thanh phong đâm vào mặt lăng hàn nhưng không đâm vào chỉ có thể quét ngang qua mà thôi chỉ lưu lại vết máu trên mặt lăng hàn từ khóe mắt trái kéo dài xuống khóe miệng lăng hàn lao qua ngón tay có chút máu hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh vết máu trên mặt nhạt dần và khôi phục một kích vừa rồi không ai chiếm thượng phong ta càng ngày càng khát vọng giết ngươi triệu thanh phong nói ra cái hố nhỏ trên mặt dần dần khôi phục lại như ban đầu cho dù như vậy vẫn lưu lại dấu nắm đấm nhỏ hiển nhiên lực phòng ngự của hắn không sánh bằng lăng hàn đây là tự nhiên đầu tiên hắn chỉ dựa vào tiên thai mà thôi bất diệt thiên kinh là cấp bậc gì thứ hai kim hệ tiên thai vốn am hiểu tấn công phòng ngự không phải sở trường. Thứ ba, chủ yếu là cảnh giới hắn rất cao, bằng không hắn tuyệt đối không khôi phục dễ dàng như thế. Lăng Hàn hít sâu một hơi, đánh đến bây giờ, hắn không thể không thừa nhận đối phương chính là đối thủ mạnh nhất hắn gặp được từ khi bước vào tiên vực, đổi lại hắn lúc trước khi chưa được hỏa diễm của tiên vương rèn luyện, chỉ dựa vào cảnh giới tranh lệch thế này, ai thắng ai thua còn khó nói. Hiện tại hắn thấp hơn một tiểu cảnh giới nhưng có thể ngang tài ngang sức, đủ nhìn ra chỗ tốt khi được hỏa diễm của tiên vương rèn luyện quá lớn. Nếu Triệu Thanh Phong chỉ có như vậy, hắn xứng so với nghiêm tiên lộ sao? Hơn nữa nghiêm tiên lộ chưa hẳn là chảm trần mạnh nhất tiên vực. Cứ phòng ngựa tới đi, chiến ý của Lăng Hàn như sôi lên, hắn giống như Vũ Hoàng, là loại hình càng đánh càng mạnh, hơn nữa có thể hấp thu linh cảm trong chiến đấu để đột phá. Sau khi đánh xong trận này, hắn tin tưởng, chiến ý nhất định sẽ thăng hoa tới độ cao mới, phá tứ chảm có hy vọng. Tiến ngươi lên đường, Triệu Thanh Phong cười lạnh, hắn vung tay lên, sát ảnh, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vô số đạo sát khí hóa thành từng thân ảnh, mỗi thân ảnh này giống triệu thanh phong như đúc, ngay cả khí tức tỏa ra cũng không có khác nhau. Lần này tất cả mọi người hoảng sợ thật rồi, một triệu thanh phong đã khó chơi như thế, lúc này 1, 2, 3, 4. Đã có hơn 10 triệu thanh phong, chẳng phải hắn sẽ vô địch trong chảm trần sao. Đều nói thanh phong vô địch, tuyệt đối không phải câu nói ngoa, quả nhiên có bổn sự. Ánh mắt lang hàn đảo qua, Ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn ra những thân ảnh sát khí này có gì khác với bản thể. Hắn cũng không để ý, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bản thân mình mới là vô địch trong chảm Trần Cảnh. Cho dù chống lại Ngũ Trảm, chỉ cần hắn tiến vào tứ Trảm vẫn có khả năng đối kháng, nếu như hắn bước vào Ngũ Trảm, như vậy có thể bỏ qua cường giả Dương Hồn. Đến, Triệu Thanh Phong diễn hóa thành 99 phân thân, tăng thêm bản thể là vừa tròn 100. Hắn cười ha ha và chỉ kiếm vào Lăng Hàn, 99 phân thân cũng làm như thế tuyệt chảm hắn phóng tới lăng hàn sát ảnh tỏa ra ánh sáng kinh sợ tuyên cổ một kích này phối hợp sát lục quy tắc và kim hệ quy tắc một cách hoàn mỹ lăng hàn cười nhạt hắn đấm một quyền ông ngay sau đó hàn ý sinh sôi hắn phát động thủy chi bản nguyên đó chính là huyền âm mẫu thủy cấp bậc tiên vương chỉ nhìn cấp độ thì trên đời này không còn thứ gì trên nó băng phong thiên lý hàn ý quá kinh khủng nó tràn ra làm trận pháp phòng hộ bị kích thích trận vân kết xuất băng hỏa Vốn công kích của Trảm Trần Cảnh không nói chơi, trận pháp có thể hóa giải dễ dàng, ai có thể ngờ Lăng Hàn sử dụng Bổn Nguyên chi lực, Thiên Địa Thủy Mẫu Phát Huy. Ba ba ba, băng tinh nghiền nát, trận vân hơi mở đi. Tuy việc này không biểu hiện rõ ràng nhưng lại làm nhiều đại nhân vật khiếp sợ. Ngươi, biến thái nha, trận pháp này là cấp bậc Thăng Nguyên, ngươi chỉ là tiểu tử Trảm Trần Cảnh lại có thể phá hư một ít, tuy nhỏ tới thương cảm nhưng có ý nghĩa thế nào? Lang Hàn có năng lực đánh chết Thăng Nguyên cảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cường giả thăng nguyên cảnh không chống cự, chỉ vận chuyển quy tắc hộ thân, như vậy, Lăng Hàn tiêu tốn vô số thời gian có thể mài mòn quy tắc, lại chém dụng cường giả thăng nguyên. Đây chỉ là khả năng trên lý luận mà thôi, bởi vì cường giả thăng nguyên có thể bổ sung quy tắc, cho dù một kích tùy ý của người ta cũng có thể dễ dàng đập chết Lăng Hàn, nhưng chỉ có một tia khả năng cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, đây là quái vật gì? Chương 2029, một kích mạnh nhất, Triệu Thanh Phong bị đóng cho nên động tác chậm chạp, chỉ có bản thể cơ hồ không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Cũng không có nhiều ảnh sát phụ trợ, uy lực một kích này không gì hơn thế này. Lăng Hàn chém một kiếm chém lui Triệu Thanh Phong, chút chuyện nhỏ, Lăng Hàn quát một tiếng, phát động bổn nguyên chi lực, trong cơ thể có ba con chiến thú xuất hiện. Hỏa diễm hóa thành chu tước, thủy hóa thành thanh long, lôi đình hóa thành chư tước, đều là tiên thú trong tiên thú. Tương đối mà nói, chu tước nhỏ hơn nhiều, không có biện pháp, lôi đình bổn nguyên không có tư cách so sánh với cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy. Ba đầu chiến thú xuất hiện, ngay sau đó chúng giống to, khí tức chân áp chư thiên vạn giới bạo phát. Trời ơi, trên khán đài có người ôm đầu run rẩy không thôi, đám chiến thú được huyễn hóa ra, tại sao ta cảm thấy chúng có thể miểu sát ta? Ta cũng thế, có người bên cạnh run rẩy lên tiếng, ba đầu chiến thú vừa xuất hiện liền có chín thành chín chảm trần run rẩy, cho dù là hoàng giả cũng biến sắc, có cảm giác sỉ nhục không nói thành lời bọn họ đánh không lại ba con chiến thú đánh không lại lăng hàn cũng không tính hắn và triệu thanh phong đều là siêu cấp yêu nghiệt nhưng người ta chỉ vận dụng một môn pháp thuật còn gánh không được dù thế vẫn làm nhiều người không tiếp nhận nổi cuối cùng triệu thanh phong cũng lộ ra thần thái ngưng trọng hắn cũng phát hiện ba con chiến thú cường đại thực sự cường đại hắn sinh ra hàn ý vì cảm thấy nguy hiểm nhưng hàn ý không làm hắn sinh ra sợ hãi ngược lại hắn còn vô cùng hưng phấn hắn điên chỉ muốn giết người, mặc kệ giết người khác hay người mình. Đương nhiên, hắn sống đến bây giờ cho nên hắn chỉ toàn giết người khác. Ha 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 ha, hắn cười to như điên, toàn thân sinh ra ký hiệu đại đạo, chiến ý hóa thành thực chất sông thẳng lên trời. Ngưng, hắn giống một tiếng, 99 sát ảnh lại hóa thành sát khí lần nữa, sau đó ngưng tụ thành hình người cực lớn. Sát, hắn lao thẳng về phía lăng hàn, sát ảnh hình người đấu với ba đầu chiến thú. Oanh, 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 hiện tại chiến đấu phân thành hai khu vực lăng hàn chiến triệu thanh phong ba đầu chiến thú đấu với đám sát ảnh hình người hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt máu tươi bay như bão tốt cho dù khí lực của lăng hàn vô cùng cường đại da cũng sẽ bị cắt đứt nhưng thần cốt cứng cỏi cho nên cũng chỉ bị thương nhẹ triệu thanh phong không tốt hơn chỗ nào thanh đồng thể phòng ngự cũng có cực hạn vượt qua cực hạn này vẫn bị thương như thường hai tên thiên kiêu tuyệt thế đánh nhau thương thế trồng chất bọn họ thật sự kỳ phùng địch thủ là lương tài hiếm gặp bản thân có thể buông tay buông chân đánh bại đối thủ tuy phân hồn cũng có thể ra tay thỏa thích nhưng không có cảm giác bằng đấu với người cung cấp ta đã tìm ra nhược điểm của ngươi rồi triệu thanh phong cười lạnh hắn đâm một kiếm góc độ vô cùng xảo trá muốn thông qua những nơi không có xương của lăng hàn từ đó đâm tổn thương nội tạng của hắn đánh lâu như vậy hắn cũng hiểu rõ xương cốt của lăng hàn cứng rắn không phải hắn có thể đánh phá nhưng làn da không cứng như thế cho nên chỉ cần tránh xương cốt là có thể tạo thành đả thương chí mạng lên người đối phương. Lăng Hàn chỉ hừ một tiếng, nếu như bất diệt thiên kinh tu luyện thành thần thể, nếu có thể nhắm vào như vậy, nó có tư cách gì vượt qua công pháp tiên vương. Muốn thương tổn nội tạng của hắn, nói dễ vậy sao? Nhưng nhục thân của hắn bị tàn phá quá mức lợi hại cũng tạo thành thương tổn lớn lên người hắn, hắn không thể bỏ qua. Lăng Hàn, ta đã chán ghét, triệu thanh phong quát lớn, thanh đồng tiên thai tỏa ra hào quang sáng ngời, chiến ý và tinh khí thần của hắn thiêu đốt tới tận cùng. Trạng thái này không bền bỉ, hắn cần lập tức chém giết lăng hàn, sau đó đột phá trong giết chóc. Thiên ý giao cầu, hắn quát lớn, oanh, thân ảnh hắn biến mất và biến thành một giao cầu thật lớn, trong giao cầu có nhiều lưỡi kiếm chỉa ra. Ông, khí tức nóng bỏng không gì sánh kịp bộc phát, lăng hàn cảm thấy thân thể của mình bị cố định, sâu trong nội tâm sinh ra khiếp sợ không gì sánh kịp, giống như giao cầu này thay thế thương thiên, hắn chỉ có thể cam tâm nhận phạt, Ta tức thiên ý, thanh đồng giao cầu bay tới, Triệu Thanh Phong ngạo nghễ lên tiếng. Đây là bí thuật mạnh nhất của hắn, cũng là một kích hắn kích phát thiên thai. Không cần biết ngươi là thiên tài gì, cuối cùng vẫn phải chết dưới thiên ý thẩm phán. Chỉ có một con đường chết, Chiến Ý Lăng Hàn bạo phát, hắn quét sạch cảm xúc mặt trái nhưng giao cầu có uy lực thật đáng sợ, dường như có khả năng tiếp cận cấp dương hồn. Thì tính sao, giao cầu bay tới, nó chém thẳng vào người Lăng Hàn. Ông, đại đạo quy tắc nhộn nhạo tiên quang lưu truyền. Không tốt, lỗ tiên minh đứng lên, cho dù vừa rồi mở trận pháp phòng ngự, nhưng tâm linh của hắn vẫn bị thiên ý đao ảnh hưởng, hắn có chút không kịp phản ứng, thẳng tới khi giao cầu chém xuống thì hắn mới giật mình. Xong đời, lăng hàn chết, gương mặt hắn giật giật, có thể đánh bất phân thắng bại với triệu thanh phong, thiên phú võ đạo như thế, đốt đèn lồng đi tìm ở đâu đây. Nhưng còn bây giờ thì sao, bị triệu thanh phong tàn sát rồi. Ai, hắn lại chậm chậm ngồi xuống, nếu người đã chết cũng không thể làm gì tôn đông lại hưng phấn kêu to rốt cục tiêu diệt hoa cúc của hắn cũng được an ủi trình phong vân vô cùng hưng phấn hắn chờ nhiều ngày như thế rốt cục cũng trở thành sự thật hắn vui tới mức suýt khóc nhu yêu nữ và thiên phượng thần nữ lại thất hồn lạc phách tuy chung quanh có tiếng hoan hô như sấm sét nhưng các nàng không nghe thấy cuối cùng thiên phượng thần nữ không giống như nữ hoàng có lòng tin vào lăng hàn đổi thành nữ hoàng thì nàng sẽ không lo lắng gì cả tiên quang biến mất chỉ thấy kiếm trong dao cầu vẫn gác lên cổ lăng hàn nó chỉ sừng sững ở đó nhưng không chém xuống nhìn thấy cảnh này thần thái của triệu thanh phong biến thành kinh ngạc hắn không tưởng tượng nổi dẫn động một kích mạnh nhất của tiên bên trong có bao hàm một tia quy tắc của tiên vương nhưng không thể chém đứt cổ lăng hàn không thể chém đầu hắn đây là chuyện cực kỳ không có khả năng tiếng hoan hô khắp toàn trường dừng lại tại sao tình huống như vậy vẫn không chết chẳng những không chết hơn nữa còn không có chút máu chảy ra tôn đông ngạc nhiên Trình Phong Vân ngạc nhiên, bọn họ có cảm giác cổ của mình lạnh buốt. Chương 2030, đột phá. Lăng Hàn chỉ cười lạnh và nói, "Đây là chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Không gì hơn thế này." Hắn chủ động vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, đừng nói Triệu Thanh Phong, cho dù Nghiêm Tiên lộ đến, cho dù hắn là ngũ trảm cũng không thể giết Lăng Hàn. Lực phòng ngự của Lăng Hàn hiện tại đạt tới cấp âm hồn. Ngươi cũng tiếp một chiêu của ta. Lăng Hàn lãnh đạm nói một câu, phát động hỏa diễm tiên thai chi lực, oanh, ánh lửa vô tận bắn ả à, cả đấu võ trường phát sinh tiếng nổ lớn làm mọi người có cảm giác ù tai không nghe rõ lắm thời điểm ánh lửa biến mất chỉ thấy trong sân đấu có một lão giả thân thể cao lớn giống như diều hâu bắt gà con trong tay hắn nắm một người đó là triệu thanh phong tứ chi của hắn rũ xuống cũng không biết sống hay chết lang hàn thở dài triệu thanh phong không chết triệu thanh phong cũng bị trọng thương trong nháy mắt cuối cùng có đại nhân vật ra tay cứu hắn tiểu tử không phải thất vọng bổn tọa đang cứu ngươi đấy Lão giả thân ảnh cao lớn nói với Lăng Hàn, "Giết người của Vĩnh Xương giáo, trời đất bao la cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Ngươi là cường giả, ngươi nói tính toán." Lăng Hàn hơi khom người, nói, "Đại nhân nói phải, dù sao hắn không tu sát lục đạo, trận chiến này hắn tích lũy vô số cảm ngộ, chỉ cần tiêu hóa xong là có thể bước vào tứ trảm." Về phần Triệu Thanh Phong, ân, chờ hắn rời khỏi thành lại tiêu diệt hắn. Trận chiến này, Lăng Hàn thắng." Lão giả cao giọng tuyên bố, Quá trình phân thắng bại quá nhanh, có chút người còn chưa kịp tiếp nhận, không phải triệu thanh phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối sao? Vì sao lại bại? Nhưng vị đại nhân vật kia đã tuyên bố, ai dám phản bác? Những người đặt cược thở dài, bọn họ đều cực triệu thanh phong thắng, khác nhau ở chỗ mấy chiêu mà thôi. Kết quả hiện tại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có thể nói sòng bạc kiếm đầy bồn đầy bát, mọi người liên tục rời đi, như đám người tôn đông, trình phong vân vẫn còn mờ mịt chưa tỉnh hồn. Tại sao lang hàn lại thắng? Rốt cuộc Thiên Phượng thần nữ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nhu yêu nữ hừ một tiếng, xem ra thực lực số nam nhân này đã mạnh hơn rất nhiều, làm nàng hồi hộp cả buổi, đúng là vô lương tâm. Lăng Hàn đi ra ngoài, vào lúc hắn đi ra lại gặp gương mặt quen thuộc. Lăng huynh, không nghĩ tới lại gặp được ngươi ở đây. Lỗ Tiên Minh cười ha ha, Tôn Đông theo sau hắn giật mình, lúc này mới ý thức mình phạm sai lầm lớn. Thì ra Lỗ Tiên Minh sớm quen biết Lăng Hàn khó trách lỗ tiên minh lại bất mãn với mình thì ra là như vậy nội tâm hắn căng thẳng lúc này nghĩ biện pháp bổ cứu vội vàng đi lên một bước sau đó khom người vái lăng hàn một cái nói lăng huynh lúc trước ta có đắc tội là ta hồ đồ mong huynh bỏ qua lỗ tiên minh cũng tươi cười thủ hạ này không tệ chủ động nhận sai cho lăng hàn đủ mặt mũi tin tưởng lăng hàn sẽ hài lòng lăng hàn cũng không cảm thấy cái gì tôn đông chạy tới khiêu khích hắn đã trừng phạt đối phương cũng sớm không đặt trong lòng trừ phi tôn đông lại làm cái gì hắn phất phất tay nói ta không nhớ rõ nữa không nhớ đương nhiên không nhớ là không có việc gì tôn đông thở ra một hơi nhìn trộm sang lỗ tiên minh hắn mỉm cười với đối phương biết rõ chính mình tới lần này là đúng lỗ huynh lang hàn chắp tay với lỗ tiên minh đến chúng ta quay về trước lại nói sau lỗ tiên minh cười nói không vội ta còn có một đồng bạn lang hàn cười nói ô chỉ có một người sao Ta thì sao? Nhu yêu nữ lắc lắc mông đẹp đi tới, dù lỗ tiên minh có lực khắc chế rất mạnh với nữ sắc nhưng hắn vẫn lộ ra thần thái kinh diễm, không cần nói tôn đông làm gì, hắn là người háo sắc làm sao có thể ngăn cản mị lực của nhu yêu nữ. Thiên phượng thần nữ đứng bên cạnh nhu yêu nữ cũng ảm đạm thất sắc, Lăng Hàn biết có thể an ổn áp nhu yêu nữ cũng chỉ có hai người nữ hoàng và hổ nữ. Lăng Hàn thở dài, tại sao yêu nữ này lại tới đây ồn ào, thực sự chủ động muốn dâng cửu truyền mị thể lên cho hắn tu luyện hay sao? Ha ha, nếu là bằng hữu của lăng huynh vậy thì cùng đi lỗ tiên minh cười nói ánh mắt nhìn về phía nhu yêu nữ mang theo dị sắc hắn có lòng tin bắt lấy yêu nữ mị hoặc tận xương này hắn là ai thiếu chủ thành đan đạo hơn nữa không phải một trong tương lai hắn sẽ thành chủ nhân thành đan đạo hắn có thể được nữ nhân này yêu thương nhớ nhung không lăng hàn lăng hàn có chiến lược rất mạnh nhưng thành đan đạo thực lực của ngươi mạnh thì thế nào huống hồ chạm trần cảnh còn kém thăng nguyên cảnh quá xa ít nhất tương lai mấy chục tỷ năm nữa lăng hàn cũng chỉ có tiềm lực mà thôi thấy lỗ tiên minh đã nói như vậy lăng hàn cũng không phản đối hắn vẫy tay với thiên phượng thần nữ ôm eo nhỏ của nàng nội tâm thiên phượng thần nữ đại định nàng và lăng hàn có tình cảm hơn vạn năm lỗ tiên minh nhìn vào trong mắt trong nội tâm tự nhiên càng có nắm chắc đương nhiên không biết vì cái gì lăng hàn không có hứng thú với nhu yêu nữ nhưng việc này liên quan gì tới hắn đoàn người đi tới biệt viện của lỗ tiên minh trước an bài nơi ở cho ba người lăng hàn sau đó mọi người cùng ngồi trong một đình viện rượu ngon đưa lên vừa uống vừa nói chuyện phiếm lỗ tiên minh trọng điểm mời chào lăng hàn hiện tại hắn không tỏ lập trường gì người xem vốn muốn cứu lăng hàn nhưng lại bỏ qua cơ hội cho nên hiện tại vẫn thiếu nợ lăng hàn một mạng hắn làm sao không biết xấu hổ mở miệng chứ vậy đầu tiên làm bằng hữu đi hắn là thánh tử thành đan đạo có hắn mời đương nhiên lăng hàn không cần quan tâm tới quy củ làm gì muốn tiếp đãi vài ngày chỉ cần lỗ tiên minh không đuổi người là được. Ngày hôm sau, cố đạo đan được đưa tới. Lăng Hàn không có ăn, hắn giao cho nữ hoàng. Trên người hắn có nhiều bảo vật, cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy là thứ ngay cả tiên vương cũng đỏ mắt. So sánh ra, nữ hoàng cần nó hơn hắn nhiều. Hắn có tiểu tháp bảo hộ, hiện tại Lăng Hàn cũng rất mạnh, còn có trí bảo như thiên đạo ngọc, cố đạo đan không đủ nhìn. Thiên đạo ngọc phải chờ hắn đạt tới tứ trảm đỉnh phong mới luyện hóa, nếu không cũng không bổ khuyết tu luyện hoàn mỹ, cũng không thể đạt tới ngũ trảm. Nữ hoàng không khách khí với Lăng Hàn, nàng muốn trùng kích tứ trảm cần một thời gian ngắn, nhưng có Cố Đạo đan, có lẽ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chương 2031, lại luyện đan. Lăng Hàn cũng giống như vậy, đánh một trận với Triệu Thanh Phong có thu hoạch quá lớn, mà hắn đã đạt tới tam trảm đỉnh phong, sau khi đánh một trận này đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ, lập tức bắt đầu bế quan trùng kích tứ trảm. Điểm này làm Lỗ Tiên Minh hơi thất vọng, hắn còn trông cậy làm tốt quan hệ với Lăng Hàn hắn suy nghĩ trùng kích tứ trảm là chuyện năm rộng tháng dài không có trên vạn năm đừng mơ thành công tính toán bọn họ có thọ nguyên vô hạn chờ một vạn năm thì một vạn năm trong hắc tháp lang hàn xếp bằng dưới luân hồi thụ tứ trảm đã ở trước mặt hắn chỉ cần chạy nước rút là được tình cảnh chiến đấu với triệu thanh phong hiện ra trong thức hải lang hàn chọn những thứ chưa đủ của mình và cải tiến kinh nghiệm chiến đấu kéo tới ùn ùn hắn đạt được thăng hoa luân hồi thụ một ngày có thể vượt qua trăm năm dù lăng hàn đã nhìn thấy hy vọng nhưng hắn vẫn phải ngồi trong hắc tháp hơn hai tháng rốt cuộc mới tìm cơ hội đột phá thời điểm hắn đứng lên nữ hoàng cũng mở mắt ra nàng cũng sắp đột phá hai người ra khỏi hắc tháp thân ảnh đạp không đi vào núi hoang sau đó thả khí thức ra ngoài lúc này lôi vân dáng xuống cuồn cuộn phân biệt bao phủ trên đầu bọn họ cảnh tượng cực kỳ đáng sợ ta dựa vào các ngươi có thật xấu hay sao lúc này trong sơn đã có một bóng nam nhân bay lên hắn đang giơ chân mặc quần áo bên cạnh còn có hai nữ nhân cũng mặc quần áo thật nhanh thì ra đám người này đánh giã chiến ở đây tây môn đại rất phiền muộn hắn trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc hôm nay hắn vô cùng hào hứng tìm hai nữ nhân đi tới nơi sơn giã dùng trời làm chăn dùng đất làm giường ba người muốn thử một lần không bị trói buộc kết quả còn chưa bắt đầu đã nhìn thấy lôi vân kéo tới rậm rạp có người độ kiếp nói như vậy lão thiên gia có mắt chỉ cần ngươi không chủ động ra tay cho dù gần trong gang tắc thì thiên lôi cũng không đánh lên người của ngươi. sau khi thiên lôi giáng xuống, dư âm ảnh hưởng của nó như thế nào không nằm trong phạm vi cân nhắc của lão thiên gia. cho nên thời điểm có người độ kiếp thì phải tránh đi thật xa. trừ khi là trảm trần độ kiếp, mà ngươi là phân hồn có thể tùy tiện đứng trong lôi kiếp, cho dù có dư âm ảnh hưởng cũng không làm gì được ngươi. vấn đề là lang hàn và nữ hoàng đều tiếp cận đế giả, bọn họ độ tứ trảm cũng vô cùng kinh người. Tây môn đại chỉ có thể kéo hai nữ nhân bên cạnh chạy đi. Khốn kiếp, có phải các người cố ý hay không? Sau khi chạy đến khu vực an toàn, Tây môn đại lúc này không nhịn được chỉ tay lên trời mắng, ta cũng chỉ đánh giã chiến mà thôi, tại sao các ngươi hại ta? Lúc ánh mắt của hắn nhìn thấy nữ hoàng liền dại ra. Khốn kiếp, tại sao có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Đại thiếu, hai mỹ nữ ỏn ẻn vỗ ngực, bộ dạng chấn kinh chưa định còn cần ngươi tới an ủi. Đổi thời điểm khác Tây Môn Đại khẳng định đã mê đắm các nàng, nhưng hiện tại hắn không có hứng thú đó, tiện tay đẩy hai nàng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ hoàng, trong mắt mang theo hào quang sáng như sao. Ô, ra hỏa này, cuối cùng hắn nhìn sang Lăng Hàn và cả Kinh, là người nọ đánh bại Triệu Thanh Phong, hắn cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên đầu, sau đó sắc tâm biến mất. Tây Môn gia rất mạnh, có lão tổ tiên phủ cảnh tỏa chấn, cũng được xem là gia tộc uy tín lâu năm trong thành đan đạo, cho dù như thế cũng không đạt tới mức có thể hò hét tất cả mọi người. Nghe nói có một ít đại nhân vật sinh ra hứng thú với Lăng Hàn, muốn thu hắn làm đồ đệ, hoặc muốn thu hắn làm con rể, nói ngắn lại, hiện tại Lăng Hàn chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Vào lúc mấu chốt này đi lên đắc tội Lăng Hàn là hành vi không sáng suốt. Tây môn đại háo sắc nhưng không ngu xuẩn, Tây môn gia chúng ta cũng muốn mời chào nhân vật như vậy nhưng căn bản không có biện pháp tranh giành với các đại nhân vật. Tây môn đại nói thầm trong lòng nhưng lần này là bọn họ thiếu nợ ta ngược lại có cơ hội mượn việc này kết giao bằng hữu thê tử của bằng hữu không thể lấn tây môn đại hiểu đạo lý này tuy hắn háo sắc nhưng háo sắc cũng có đạo tuyệt đối không chạm vào thê tử bằng hữu đây là điểm mấu chốt của hắn hắn nhìn thấy lang hàn và nữ hoàng độ kiếp chờ đối phương làm xong việc hắn có thể đi lên làm quen đột nhiên hắn khiếp sợ lang hàn độ tứ trảm chẳng lẽ hắn còn chưa vượt qua tứ trảm sao lúc tây môn đại độ tứ trảm kiếp còn không có được một phần trăm uy thế như hiện tại, không không không, đâu phải một phần trăm, là không tới một phần vạn trong đó. không hổ là nam nhân đánh bại triệu thanh phong, lang hàn mạnh như thế, thiên kiếp của mỹ nhân cũng mạnh như vậy. lúc này hắn kịp phản ứng, thiên kiếp phản ánh thực lực của một người, thiên kiếp càng mạnh đại biểu thực lực bản thân càng mạnh, cho nên lão thiên gia mới gia tăng uy lực để ma luyện người độ kiếp. quái vật, hai quái vật, nữ nhân này không phải người hắn có thể ngấp nghé. Tây môn đại nói thầm trong lòng, hắn không dám có suy nghĩ với nữ hoàng nữa. Nửa ngày sau, thiên kiếp qua đi, lôi vân tiêu tán, lang hàn và nữ hoàng đáp xuống đất và mỉm cười với nhau. Lang hàn thu hoạch càng lớn, hứng cũng rèn luyện khí lực một lần, chính thức đạt tới chuẩn tiên kim tam tinh, tuy chiến lực của hắn hiện tại không bằng dương hồn nhưng cường giả dương hồn khó đánh giết hắn. Cho dù dùng quy tắc luyện hóa cũng phải dùng năm để tính. Hiện tại lại chống lại triệu thanh phong. Lăng Hàn tự tin trong vòng trăm chiêu sẽ chém giết đối phương. Không phải thắng, mà là giết, Lăng Hàn cười nói với Tây Môn Đại, vị bằng hữu kia, thật xấu hổ, còn tưởng rằng nơi này không có người. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao ta cũng không bị thương. Tây Môn Đại cười tươi như nở hoa, còn chưa chúc mừng Lăng thiếu giảo bước tiến vào tứ trảm, trở thành cường giả phân hồn trong tầm tay. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, nói, ngươi biết ta, trong thành đan hiện tại có người nào không biết Lăng thiếu Tây Môn Đại nói ra, đương nhiên là có nói quá trong đó nhưng Thiên Xuyên Vạn Xuyên, Tăng Bốc không sai lầm, hơn nữa Lăng Hàn rất hưởng thụ lời này. Ít nhất nữ hoàng cũng rất hài lòng, người khác khen nàng thế nào, kính nàng, sợ nàng ra sao thì nàng xem đó là đương nhiên, nhưng nếu khen Lăng Hàn sẽ làm nàng vui mừng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cũng không bị đối phương Tăng Bốc quên trời đất xem người này thành chi kỳ hảo hữu. Chương 2032, chú phát, Lăng thiếu, không bằng tới Hàn Xá ngồi một chút ta sẽ mở tiệc chúc mừng ngươi. Tây môn đại thừa cơ nói ra, lăng hàn lắc đầu, nói, không cần, ta có việc, hắn dừng lại, nghĩ đến đúng là độ kiếp liên lụy ba người này, nhân tiện nói. Hiện tại ta đang ở chỗ lỗ tiên minh, không có việc gì cứ tới ngồi chơi. Tốt, 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 Tây môn đại có chút thất vọng, nghe câu sau thì vui mừng không nhỏ. Lăng hàn cười cười với đối phương, kéo nữ hoàng quay về chỗ lỗ tiên minh. Lỗ tiên minh biết được lăng hàn xuất quan liền kinh hỉ, hắn vốn tưởng rằng phải chờ cả vạn năm hắn phát hiện lăng hàn thành công đột phá tứ trảm hắn vô cùng rung động và sợ hãi mới hai tháng đã đột phá đúng là quái vật hắn không thể không phục khó trách có thể đả bại triệu thanh phong thiên phú võ đạo cỡ này châu bò tới mức tận cùng khá tốt bản thân mình là đan sư lăng hàn không có khả năng giao động địa vị của hắn lỗ tiên minh muốn khánh công mừng lăng hàn lại bị lăng hàn từ chối nhã nhận hắn chạy ra ngoài tìm phòng tu luyện muốn trở thành đan sư trong thời gian ngắn nhất Vốn có rất nhiều đại lão muốn mời chào hắn nhưng hắn bế quan nên không có biện pháp cho nên đành phải chờ, cũng làm rất nhiều đại lão giận tím mặt, người một tiểu tiểu trảm trần cảnh cũng quá kiêu ngạo. Sau khi biết Lăng Hàn đột phá tứ trảm, cơn giận của những đại nhân vật này tan thành mây khói. Thiên tài, quá thiên tài, bọn họ phải điều chỉnh biện pháp lúc trước, càng xuất ra điều kiện có thành ý mời chào Lăng Hàn. Tạm thời Lăng Hàn không quan tâm những chuyện này, hắn siêng năng luyện đan trong phòng tu luyện thời gian. Tầng thứ tư, hiệu quả phòng tu luyện thời gian gấp 20-30 lần, nhưng giá tiền làm người ta chố mắt, thời gian gấp 30 lần cần 3 vạn tinh thạch một ngày. Đó chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, căn bản không có mấy người có thể ở đây lâu. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắc tháp, cần thời gian 10 ngày. 10 ngày, gia tốc 300 ngày đủ hắn luyện ra lô tiên đan đầu tiên. Hắn bắt đầu luyện đan, liên tục thất bại vài lần, bên ngoài ngày thứ năm chính là 150 ngày trong phòng tu luyện, hắn cuối cùng tiến vào cảnh đẹp, đệ nhất lô tiên đan thành công sắp tới. a à, đột nhiên hắn kêu thành tiếng, toàn thân run rẩy rất mạnh, hắn ngã xuống đất, ầm, lò đan không khống chế được đã nổ tung. Trên trán lăng hàn đổ mồ hôi lạnh như mưa, hắn cảm thấy toàn thân rất khó chịu, hắc sát chú phát tác, thứ này một năm phát tác một lần. Trong thời gian bình thường chưa tới nhưng Lăng Hàn vượt qua nhiều thời gian trong phòng tu luyện cho nên lập tức tới thời hạn một năm. Bởi vì chính hắn cũng không ngờ, bất ngờ không kịp đề phòng cho nên Lăng Hàn không khống chế nổi đã tạc lô. Hiện tại hắn không có tâm tư bận tâm, chỉ biết có giúp trên mặt đất thừa nhận thống khổ không cách nào hình dung. Huyết ảnh lão ma chắc chắc Lăng Hàn sẽ thành thật làm việc thay hắn là có đạo lý, bởi vì này thống khổ này vô cùng đáng sợ, vượt qua tất cả những gì Lăng Hàn thừa nhận từ trước tới nay. Lăng Hàn cắn răng, dốc sức liều mạng đối kháng đau đớn. Hắn có được đại nghị lực cho nên không khuất phục đầu hàng thống khổ này, hắn đối kháng chính diện với hắc sát chú. Hắn chẳng những muốn trở thành đế giả, hắn còn muốn trở thành bá chủ trong đế giả, bởi vậy cho dù mặt nào hắn cũng phải hoàn mỹ. Thiên phú, nghị lực, cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Trên người hắn xuất hiện từng đường vân màu đen, đó là Hắc sát chú phát tác, nó không ngừng tàn phá thân thể Lăng Hàn. Có điều huyết ảnh lão ma lừa gạt Lăng Hàn, chính là thời điểm Hắc sát chú hoàn toàn phát tác sẽ làm Lăng Hàn thống khổ không mạnh hơn hiện tại, chỉ có phát tác không dừng lại mà thôi hơn nữa sẽ tra tấn lăng hàn suốt vạn năm, sau đó mới có thể chấm dứt tánh mạng hắn. Nói chính thức phát tác còn thống khổ gấp vạn lần chẳng qua là đe dọa lăng hàn, cũng muốn hắn ra sức làm việc mà thôi. Lăng hàn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, trừ ngay từ đầu không có chuẩn bị phát ra tiếng thét thảm thiết ra, kế tiếp hắn không phát ra tiếng nào. Hắn cắn răng quan sát hắc sát chú vận chuyển, phải biết rằng đây là cường giả thăng nguyên cảnh gieo xuống, không thể tránh chứa đạo ấn của hắn bên trong, nếu là người bình thường căn bản không có khả năng phỏng đoán, sớm bị thống khổ giày vò kêu thảm thiết làm gì có tâm tư chú ý tới lăng hàn có đại nghị lực hắn không ngừng quan sát hắc sát chú vận chuyển như vậy chỉ cần thực lực của hắn đạt tới mức nhất định liền có thể tự mình hóa giải hắc sát chú có thể không chết một lần đương nhiên hắn sẽ không muốn chết tra tấn như thế kéo dài suốt một ngày một đêm lăng hàn lau mồ hôi lạnh trên người chỉ cảm thấy quần áo toàn thân ướt đẫm tinh thần của hắn uể oải thần hồn lại mạnh hơn trước một ít hắn tươi cười Huyết ảnh lão ma tuyệt đối không ngờ hắc sát chú chẳng những không phải bùa đòi mạng hắn, trái lại còn có hiệu quả rèn luyện thần hồn. Nhưng Lăng Hàn sẽ không có suy nghĩ cảm tạ lão ma này trong lòng. Chỉ cần hắn có đủ thực lực, hắn chắc chắn sẽ lấy đầu lão ma. Hắn nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới có thể tiếp tục luyện đan. Thời gian gia tốc, thời gian 2 tháng trôi qua tức thì, sắc mặt Lăng Hàn kích động, hắn giống to một tiếng, ba ba ba, hắn ó ố ba trưởng vào lò đan, lò đan lập tức nghiền nát nhưng không có tạc lô, mà là bị lăng hàn phá hư. Quay tròn, ba viên đan dược phiêu phù trên không trung, chúng giống như có cánh bay khắp gian phòng, bởi vì không gian nơi này biệt kín nên không thể thoát đi được. Lăng hàn cười ha ha, vươn tay hư không một chảo, hắn thu ba viên đan dược vào tay. Đan thành, thứ này là tử nguyệt chấn hồn đan, là tiên đan nhất tinh, cung cấp chảm trần sử dụng, có tác dụng chấn thủ thần hồn. Thời điểm tu hành Võ giả tìm hiểu đại đạo có đại thế bàng bạc nhưng không dễ dàng phỏng đoán, cực kỳ có khả năng đảo khách thành chủ, từ đó võ giả mất phương hướng trong đại đạo tử nguyệt chấn hồn đan có thể chấn thủ thần hồn không đến mức mất đi phương hướng bởi vì tỷ lệ sử dụng tiên dược khác nhau còn có quá trình luyện chế khác nhau tử nguyệt chấn hồn đan cũng phân ba ẩm dai, phân biệt làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm và cực phẩm ta có ba viên tử nguyệt chấn hồn đan đạt tới trung phẩm Lăng hàn bình luận đan này không đen không thối thuộc về bình thường nhưng lần đầu tiên thành đan lại là trung phẩm không tồi Lần này hắn có chút dương dương đắc ý, chương 2033, khu khản thánh tử thượng. Nhưng trên thực tế đây là lần thành đan thứ hai, bởi vì thời điểm thành công lần đầu tiên hắn tao ngộ hắc sát chú tập kích, bởi vì có kinh nghiệm tích lũy, hơn nữa lúc này thần hồn còn cường đại hơn trước. Bởi vì vậy lần này thành tựu trung phẩm cũng có lý do của nó. Lăng Hàn dùng thần hồn làm đao, hắn khắc một chữ Hàn lên đan dược. Mỗi một gã đan sư đều khắc tiêu chí của mình lên tác phẩm đắc ý. Tuy viên đan dược này không thể xem là tác phẩm đắc ý của Lăng Hàn nhưng lại là lò tiên đan đầu tiên của hắn, hơn nữa thực sự tốn quá nhiều thời gian trong đó. Đây là kỷ niệm, bởi vì còn chưa tới thời gian 10 ngày, Lăng Hàn dứt khoát lại luyện thêm một lò tử nguyệt chấn hồn đan, lúc này pa ẩm chất không tăng lên thượng phẩm, nó vẫn là trung phẩm. Dùng đan đạo đế vương như hắn cũng không có khả năng một bước lên trời. Hắn ra khỏi phòng tu luyện, trở lại chỗ lỗ tiên minh, nơi này có chỉ ít 10 thế lực đang chờ hắn có muốn thu hắn làm đồ đệ có muốn hắn làm con rể tóm lại vô cùng thành ý muốn biến hắn thành người một nhà lăng hàn vẫn cự tuyệt nói đùa đây không phải xem thường hắn sao mục tiêu của hắn chính là trở thành chúa tể thành đan đạo thấy lăng hàn cự tuyệt những người khác lỗ tiên minh còn tưởng rằng lăng hàn làm như vậy là vì chính mình tự nhiên phi thường hài lòng lăng hàn tìm hiểu một chút muốn trở thành đan sư của thành đan đạo cần đi đan sư điện tiến hành khảo hạch bước đầu tiên là trở thành học đồ sơ cấp sau đó là học đồ trung cấp, kế tiếp là học đồ cao cấp, sau đó mới có tư cách khảo hạch đan sư. Yêu cầu của học đồ cao cấp là luyện chế thần đan 20 giai, lại hướng lên trên là đan sư nhất tinh, hợp tình hợp lý. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn ngay từ đầu có thể thành tựu học đồ cao cấp, nhưng hắn muốn mở cánh cửa tiến vào thành đan đạo cho nên mới muốn trở thành đan sư trước, ngược lại do hắn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng không có việc gì, hiện tại hắn dùng thân phận đan sư nhất tinh xuất hiện càng trâu bò hơn hắn chạy tới đan sư điện tiến hành khảo hạch, lúc này hắn phi thường ít xuất hiện, toàn tâm toàn ý muốn thân phận đan sư, bởi vậy không có gọi nữ hoàng và thiên phượng thần nữ ra ngoài, người xem, hắn không muốn chiêu chọc nhiều người ghen ghét nên đâu có gọi nữ nhân đi cùng. Trên đường đi không chỉ hoãn chút nào, lăng hàn nhanh chóng đi tới đan sư điện, nơi này là đại điện vô cùng tráng lệ, chiếm diện tích trừng hơn vạn mẫu, cao lớn không thể hình dung. Đây chính là một trong các chiêu bài của thành đan đạo, đan sư điện ở tầng năm rất đồ sộ, nó còn tráng lệ gấp trăm lần tầng thứ tư. Lăng Hàn đứng đấy, ngẩng đầu nhìn lên quan sát, trên đường đi lên, bậc thang cao mấy trăm trượng, bậc thang đều được trải ngọc cho nên tỏa ra hào quang chói mắt. "Lăng Hàn." một giọng nói vang lên, nam tử trẻ tuổi xuất hiện, hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống quan sát Lăng Hàn, nhìn thấy ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, hắn lại nói: "Ta là Khu Khản, Khu Khản, một trong các thánh tử của Thành Đan Đạo." Hiện tại hắn chuyên môn nhắm vào Lăng Hàn, vì sao? lăng hàn cười nhạt một tiếng nói khu thánh tử có gì chỉ giáo sao khu khản đi vài bước xuống bậc thang đi đến bên người lăng hàn sau đó cười cười hai hàm răng trắng chỉnh tề xuất hiện hắn nói ngươi làm người ơ ẩn rộn quá muốn gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng lăng hàn chỉ cười ha ha khu khản này bày ra bộ dạng bằng hữu cũng nhưng mình và hắn không có quen biết nhau đừng nói không quen hắn cho dù là đối với lỗ tiên minh cũng không tới mức như vậy chỉ là người ta nhiệt tình mà thôi hơn nữa mình cũng đã cứu hắn một lần cho nên mới tiếp nhận hắn mời thần thức của hắn nhạy cảm phát hiện chỉ ít có bốn đạo thần thức khóa chặt người hắn chỉ là cấp bậc trảm trần cho nên không có gì phải sợ đây là hộ vệ của khu khản bản thân hắn cũng chỉ là trảm trần mà thôi đan sư không cần tu vi rất cao bởi vì luyện chế tiên đan yêu cầu chỉ là trảm trần cho dù đột phá tu vi cũng chỉ có thể luyện chế tiên đan mà thôi trên thực tế bởi vì thần hồn không đủ cường đại cho nên trảm trần cũng không có khả năng luyện thành tiên đan cũng bởi vì như thế lựa chọn người thừa kế thành đan đạo có quy định tu vi chính là phải tiến vào trảm trần cho nên bình thường không có đan dược nện không tiếc thành phẩm thì đừng mong trở thành thăng nguyên đương nhiên có thể trở thành đan sư cao giai bản thân không có ai là kẻ ngu cả cho nên trưởng tòa thành đan đạo sẽ có tu vi thăng nguyên cảnh chiến lược thăng nguyên cảnh kế cuối có khả năng đạt tới viên mãn là cao nhất bất kể nói tê ế nào bởi vì tu vi khu khản không cao huống hồ nơi này là bên trong thành đan đạo hắn có thể tuyên chuyển chỉ có chảm trần mà thôi lăng hàn có hứng thú làm việc cho ta không khu khản thấy lăng hàn không có biểu lộ gì cũng không nói tới nói lui hắn tiến vào chính đề lăng hàn lắc đầu trả lời rất dứt khoát không có hứng thú khu khản dính đầy cho bụi sắc mặt hơi khó coi hắn chính là thánh tử quyền cao chức trọng thực sự rất khó nghe người khác từ chối mình cũng may công phu hàm dưỡng của hắn không tệ lập tức áp chế bất mãn xuống không nghe điều kiện của ta sao hắn cố nặn ra vẻ tươi cười không cần lang hàn lắc đầu sợ là đối phương hiểu lầm hắn căn bản không có ý tứ làm việc cho lỗ tiên minh hiện tại cũng chỉ làm khách ở lỗ ra mà thôi nhưng cho dù như thế trong thành đan đạo dùng đan sư vi tôn võ giả có một thân kỹ nghệ có ai không muốn bán cho đan sư cao giai từ nay về sau không cần lo lắng đan dược giảo bước tiến vào chảm trần võ giả không có tiên đan hỗ trợ tốc độ tu luyện còn thua cả rùa bò chỉ có dựa vào tiên đan để thăng mới tê ến nhanh khi thật tiến vào trảm trần sẽ là một trận rằng co công bằng, nếu không nhiều ra mấy lần thiên nhân chi ách, thực lực bản thân không tăng lên, như vậy sẽ bị thiên địa chém giết. Cho nên mới hình thành địa vị siêu nhiên của đan sư, từ mức độ nào đó bọn họ đã dẫn dắt sinh mạng của võ giả. Khu khản bị từ chối hai lần, sắc mặt bất mãn xuất hiện, hắn nói. Lăng Hàn, người chớ đắc ý quên hình, cho dù người thiên tài thì thế nào, cũng không quá đáng chỉ là chảm trần mà thôi, còn chưa có tư cách giao giá trên tờ ơi. Lăng Hàn thở dài, tại sao lại đụng kẻ ngu xuẩn này? chương 2034, khu khản thánh tử hạ. Hắn chọc ai gây ai? Không đáp ứng mời chào sẽ bị nói là không xem ai ra gì, đắc ý quên hình. Dựa vào, hắn ra giá sao? Ra giá con em ngươi, tại sao lại có người tự kỷ như vậy? Sắc mặt Lăng Hàn lạnh giá, hắn nói, đi qua một bên, ít lãng phí thời gian của ta. Lăng Hàn, khu khản đề cao âm lượng, ta biết rõ ngươi chỉ treo giá, ta không ngại nói cho ngươi biết, tuy hiện tại lỗ tiên minh có đại thế rất lớn nhưng các thánh tử thánh nữ chúng ta cũng không phải ăn chay. Thành đan đạo có 9 tên thánh tử thánh nữ, bỏ qua mấy tên phế vật khác, khu khản ta, tiêu bang, tần cổ ngọc đều có tư cách đâu với lỗ tiên minh một trận, huống chi. Chúng ta đã quyết định liên thủ đá hắn ra khỏi trận cạnh tranh này. Người ôm một cây đại thụ chết héo, không cảm thấy ngu xuẩn sao. Đầu óc tối giả dạ a, à, người có lỗ tai hay không, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta theo lỗ tiên minh lăn lộn không chơi với kẻ tự cho là đúng như ngươi. Lăng Hàn lắc đầu, hắn lo lắng chỉ số thông minh của gia hỏa này, kẻ như thế này còn muốn tranh đoạt đại vị trưởng tòa. Đúng rồi, mục tiêu của hắn uống trở thành trưởng tòa thành đan đạo, ít nhất cũng phải là người thừa kế, từ đó dương danh hấp dẫn quản thống lĩnh chú ý, hay là hắn ưa thích đan đạo cho nên mới ở lại nơi này. Nói như vậy, cho dù là khu khản hay lỗ tiên minh, kỳ thật đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Lăng Hàn gãi gãi đầu, lúc trước hắn không cân nhắc vấn đề này, với tư cách đàn đạo đế vương, hắn có tự tin trên phương diện luyện đan, kẻ tầm thường không lọt vào mắt của hắn. Cho nên hắn không đặt lỗ tiên minh và chín thánh tử thánh nữ trong lòng, cũng không xem thành đối thủ, giống như vua sư tử đăng cơ còn phải quan tâm tới con cừu non bất mãn sao. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nếu đã là đối thủ cạnh tranh, hắn cũng không ngại trêu đùa một chút, từ đó đã kích đối phương. Vậy người có đề nghị gì sao? Hắn hỏi, khu khản lập lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhìn xem, nhìn xem, hắn chỉ vạch ra một ít hát chủ bài đã làm đối phương đổi giọng. Nịnh nọt, đây chính là logic biến thái của hắn, người không nghe ta nói là người đắc ý quên hình, người nghe là người nịnh nọt, dù sao tả hữu đều là hắn cao cao tại thượng, cái gì cũng do hắn nói tính toán. Cho người hai lựa chọn, một là hạ sách, rời khỏi lỗ tiên minh, cút ra khỏi thành đan đạo. Hai là thượng sách, gia nhập dưới trướng của ta, mà người đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Lăng Hàn suýt nữa cười phun ra, tại sao ngươi lại có thể trang bức như vậy chứ? Hắn lắc đầu, nói: "Ta chọn thứ ba." "Cái gì là thứ ba?" "Không có thứ ba." Sắc mặt Khu Khản lạnh lẽo, nói: "A, ngươi còn muốn thêm điều kiện? Vậy thì tốt, ngươi nói đi." Lang Hàn cười nói: "Ta làm lão đại, các thánh tử thánh nữ các ngươi đều bái ta." Hiện tại xem ra đây là câu chê cười, nhưng chỉ có Lang Hàn tràn ngập tự tin, tương lai hắn trở thành vương của thành Đan Đạo, như vậy cho dù Khu Khản, Lỗ Tiên Minh hay các thánh tử thánh nữ khác đều phải bái hắn làm chủ. Ha 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 ha. Khu Khản cười lạnh, lời này vô cùng châm chọc, một tiểu tiểu chảm trần, ngươi là thiên tài thì thế nào. Đây chính là thành Đan Đạo." Lăng Hàn nói, tránh ra một chút, Khu Khản muốn ra tay nhưng nghĩ tới thực lực đáng sợ của Lăng Hàn liền bỏ tay xuống, nếu hắn ra tay chỉ tự rước lấy nhục, hơn nữa, Đường Đường Thánh Tử bị đánh, mặt mũi không sáng chút nào. Hắn hừ một tiếng sau đó lại nói, "Lăng Hàn, ta muốn ngươi xem quyền lực Thánh Tử thành Đan Đạo là như thế nào. Ngươi muốn mua đan dược?" Ha ha không có ta đồng ý, ngươi xem ai dám bán cho ngươi. Lòng dạ như thế cũng xứng làm thánh tử. Lăng Hàn lắc đầu, so sánh ra, lỗ tiên minh còn thắng tên này nhiều lần, khó trách tiếng hô cao nhất. Bản thân mình cũng không phải mua đan dược, người dương dương tự đắc cái gì, không sợ lát nữa thẹn quá hóa giận sao. Nói đến thẹn quá hóa giận, Lăng Hàn tươi cười, vậy thì đùa nghịch ra hỏa này vậy. Đan sư điện không chỉ chứng thực đan sư, học đồ, nó còn là nơi bán đan dược, hơn nữa còn là tiệm thuốc lớn nhất của mỗi tầng khu khản làm sao cũng không ngờ lăng hàn tới đây khảo hạch đan sư hắn xem ra đối phương tới đây mua đan dược hắn thân là thánh tử trong tay nắm giữ đặc quyền nếu không thể quyết định bán đan dược cho ai vậy cũng xin lỗi danh xưng này đi lăng hàn không để ý đến hắn tiến lên phía trước tốc độ rất nhanh khu khản vội vàng đuổi theo hắn xem ra lăng hàn muốn vứt bỏ mình mua đan dược phi nghĩ khá lắm theo phía sau hắn là bốn tên hộ vệ bọn họ đã hiện thân khoảng cách mấy trăm trường với chạm trần mà nói không coi vào đâu, tuy nơi này có trận pháp bảo hộ hạn chế tốc độ cực hạn nhưng Lăng Hàn chỉ dùng vài giây để tiến vào trong đại điện. Tại không gian thứ nhất của đại điện là nơi bán thuốc, nơi này có từng hàng tủ đan dược rất dài, nhìn không thấy cuối cùng, hơn nữa không biết có bao nhiêu tủ như thế. Dù sao trong thế lực tiên vương, phàm nhân dưới trảm trần chiếm đại đa số, đương nhiên thành đan đạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì cho nên đại bộ phận đồ nơi này chuyên bán cho phàm nhân, nhằm vào thần cảnh nhiều nhất, dưới phá hư lại rất ít, bởi vì người trong tiên vực rất cường đại, đại bộ phận người vừa ra đời đã là phá hư cảnh, còn cần đan dược linh hải cảnh, thiên nhân cảnh sao. Lăng Hàn bắt đầu đi dạo, tiên nhân thọ nguyên vô hạn, ít nhất hắn lãng phí một hai ngày cũng không sao cả. Khu khản vừa đi theo, hắn đi tới nơi nào người phía sau tủ đan đều kho người cúi chào. Thánh tử cao cao tại thượng, khu khản lộ ra vẻ mặt đắc ý, đã kích lúc trước cũng khôi phục trở lại. Nhìn xem, ta phong cách như thế đấy, lăng hàn cố ý dừng lại hỏi giá cả đan dược khu khản đứng ở phía sau nói thẳng không bán người hầu lộ ra vẻ làm khó việc buôn bán nào có đạo lý đuổi khách đi nhưng thánh tử đại nhân lời vàng ý ngọc hắn có mấy lá gan cũng không dám đối nghịch vị khách nhân này thật sự xấu hổ đan dược này không bán hắn sợ hãi nói ra sợ mất chén cơm càng sợ bị lăng hàn mang thù dù sao hắn chỉ là người hầu mà thôi lăng hàn cười ha ha hắn tiến lên phía trước Phạm hắn dừng lại hỏi giá, khu khản cường lực áp bách cho nên không ai dám bán cho hắn. Đi một hồi lâu, quả nhiên Lăng Hàn không có khả năng mua được viên đan dược nào. chương 2035, quấy rối Thế nào, biết rõ kết cục đối đầu với ta không? Khu khản dương dương đắc ý, sau đó lạnh lùng nói. Hơn nữa, tuy thành đan đạo không đồng ý giết người, người có biết sẽ có một ít người vô duyên vô cớ biến mất hay không? Nghe nói người còn có hai kiều thê, chật chật, sẽ không muốn để các nàng làm quả phụ chứ. Nữ nhân A, quá không đáng tin, có khả năng cỏ trên mộ của ngươi chưa mọc dài ra, các nàng cũng làm núng trong ngực nam nhân khác. Lời này rất ác độc, hơn nữa tràn ngập tính uy hiếp. Sắc mặt lăng hàn vô cùng âm trầm, người muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi, nếu đầu mâu đã chỉ thẳng vào mấy lão bà của hắn, lăng hàn không thể nhẫn nhịn. Ngươi tính là cái gì? Lăng hàn quay người lại, hắn dùng tay bắt lấy áo của khu khản và nâng hắn lên, mặc dù đối phương là vương giả tứ trảm đỉnh phong nhưng không có lực phản kháng trước mặt lăng hàn hoàn toàn áp chế nếu ngươi muốn tìm chết như vậy tốt ta thành toàn ngươi lăng hàn dùng tay vỗ vỗ mặt khu khản chờ đi nếu ta không giết ngươi ta không gọi là lăng hàn hắn nhanh chóng buông tay ra nơi này là đan sư điện ra tay với đan sự đặc biệt là ra tay với thánh tử là hành động không sáng suốt khu khản dùng mình ánh mắt lăng hàn vừa rồi quá kinh khủng nội tâm của hắn cực kỳ sợ hãi đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh hồn lại, lập tức thẹn quá hóa giận. Tại thành đan đạo, tại đan sư điện, Lăng Hàn còn dám uy hiếp mình. Đây là địa bàn của hắn, ngươi làm sao dám, hắn tức giận muốn nổ phổi, tuy Lăng Hàn vừa hâm dọa nhưng không ra tay, hắn không tiện phát tác. Nếu làm như vậy hắn không quá độ lượng, thứ hai Lăng Hàn gần đây có thanh danh không kém, hắn không nắm được việc xấu của Lăng Hàn, cũng không làm gì được người ta, hơn nữa nhất định bị lỗ tiên minh nhầm vào, cái giá hắn phải trả quá lớn sắc mặt hắn âm trầm hắn có thể làm gì người ta khu khản lập tức đuổi theo hắn đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ không đê lăng hàn mua được viên đan dược nào cho dù là đan dược cấp thấp nhất mà qua hôm nay hắn sẽ cho sát thủ giải quyết lăng hàn đúng như hắn nói trong thành đan đạo sẽ có một ít người biến mất một cách vô duyên vô cớ chỉ cần không thấy thi thể thì ai cho rằng hắn đã chết lăng hàn đi tới cuối đại điện và bị cản lại khách đến thăm dừng lại bắt đầu từ tầng thứ hai không cho khách tiến vào một gã thủ vệ dùng trường mâu ngăn cản Lăng Hàn, Khu Khản ở phía sau khoanh tay thờ ơ, Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Ta muốn khảo hạch đan sư." Phốc, Khu Khản lập tức phun ra, biểu hiện trên mặt cổ quái không nói nên lời. "Ngươi muốn khảo hạch đan sư? Ân, nói đùa sao, ngươi là thiên tài võ đạo đấy, chẳng lẽ còn cho rằng mình là thiên tài đan đạo?" Thủ vệ hơi sững sờ, theo như quy củ đan sư điện thì đúng là có thể. Hắn nói: "Xin chờ một chút, ta đi thông bẩm." hắn cầm một khối truyền âm thạch trên tay nó có thể truyền thông tin nội bộ tại khoảng cách ngắn đương nhiên khoảng cách ngắn này là toàn bộ không gian tầng thứ tư một lúc sau chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc trang phục đan đồng đi ra sau khi nhìn thấy lăng hàn liền nói chính người muốn chứng thực đan sư không sai lăng hàn gật gật đầu thánh thánh tử đại nhân tên đan đồng vừa mới phát hiện khu khản hắn vội vàng hành lễ khu khản khoát khoát tay ý bảo đối phương không cần câu thúc đan đồng tưởng rằng lăng hàn do khu khản cố ý mang tới thân sắc ngạo mạn trên mặt biến mất nhiệt tình với lăng hàn người bây giờ là học đồ cao giai sao không phải lăng hàn lắc đầu học đồ trung giai cũng không phải sơ giai không phải hỏi ba lần nhưng đều không phải đan đồng đau răng vậy tại sao ngươi có dũng khí khảo hạch đan sư dựa theo quy định phải tiến vào học đồ sơ giai mới có thể khảo hạch chỉ có học đồ cao giai mới có thể khảo hạch đan sư đan đồng cẩn thận nói một câu sợ chọc giận khu khản đi lăng hàn gật đầu chuyện này hơi chúc chắc nhưng cũng đơn giản khu khản chỉ cười lạnh cũng không có uốn nắn hắn hiện tại muốn nâng lăng hàn lên sau khi nâng lên cao lại một cước đạp đối phương xuống khi đó thể diện đối phương mất hết đan đồng dẫn lăng hàn tiến vào tầng thứ hai sau đó bắt đầu quá trình khảo hạch bởi vì tầng thứ nhất chỉ khảo hạch học đồ sơ giai cho nên kẻ chứng kiến chính là học đồ trung giai bái kiến thánh tử đại nhân tên học đồ trung giai nhìn thấy khu khản liền cung kính hành lễ hắn lập tức minh bạch lang hàn có thể được khu khản tự mình đi cùng tất nhiên có lai lịch lớn cho dù đối phương là heo hắn cũng sẽ mở mặt lưới giúp đối phương thông qua dù sao chỉ là học đồ sơ giai mà thôi cũng không có ai cha cho hắn luyện thanh hồng đan đột nhiên khu khản lên tiếng a à, lúc này học đồ trung giai kinh ngạc bởi vì thanh hồng đan là đan dược khó luyện nhát trong đan dược học đồ sơ giai thậm chí có thể so sánh với đan dược trung giai không phải ngươi dẫn người ta tới sao? Lúc này học đồ trung giai không rõ, tại sao bảo lăng hàn luyện chế đan dược khó như thế? Thánh tử đại nhân mở miệng, hắn dám nghi vấn sao? Căn bản không dám hỏi nguyên nhân, trực tiếp nói với lăng hàn. Vậy ngươi luyện chế thanh hồng đan đi, nói không chừng người ta có chân tài thực học thì sao? Lăng hàn gật đầu, hắn không sao cả. Bọn họ đi vào một gian đan thất, lăng hàn báo tính danh sau đó đi vào, bắt đầu quật khởi trên con giường đan đạo. Khu khản cười lạnh, hắn chính là muốn nhìn, có hắn trợ giúp thì muốn thành học đồ sơ dai cho tới cao dai cũng không phải vấn đề, nhưng nếu chọc hắn, hừ hừ. Trong đàn phòng, Lăng Hàn đã bắt đầu, hắn phân dược liệu, tinh luyện, khai lò, nhóm lửa, công tác liên tục. Diệu A, à, lúc này tên học đồ trung dai khen không dứt miệng, chỉ cần nhìn là biết, ít nhất thủ pháp của hắn không bằng Lăng Hàn. Cảnh đẹp ý vui, quả thực là thỏa mãn thị giác. Khu khản cũng ăn cả kinh, thì ra Lăng Hàn biết luyện đan. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn chỉ chọc tức hắn mới nói muốn khảo hạch đan sư, thì ra thật không phải như vậy. A à, chẳng lẽ đối phương không phải đến mua đan dược? Nghĩ lại cũng phải, có lẽ lỗ tiên minh xem trọng tên này, như vậy Lăng Hàn muốn đan dược gì, lỗ tiên minh đều có thể cung cấp cho hắn, cần gì để Lăng Hàn chạy tới đây? Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, tinh lực có hạn, hơn nữa Lăng Hàn còn chưa đạt tới cảnh giới cực hạn, hắn có dư thời gian học luyện đan sao? chương 2036, Khảo hạch đan sư hắn có bản lĩnh như vậy sao thiên tài toàn năng hắn không tin nhưng mặc kệ hắn tin hay không dù sao lăng hàn đã tiến vào trạng thái phát huy tinh tế chỉ qua nửa ngày là luyện xong một lò thanh hồng đan tự nhiên phẩm chất cao nhất thông qua lúc này gương mặt học đồ chung dai bội phục khó trách có thể đạt được khu khản tự mình đưa đi có thể luyện chế ra thanh hồng đan khó như vậy người ta thật sự có năng lực sắc mặt khu khản vô cùng âm trầm đây là tát vào mặt hắn lăng hàn mỉm cười nói kế tiếp tiếp tục khảo hạch học đồ trung giai. Lúc này học đồ trung giai không có khả năng làm nhân chứng, hắn lập tức đi bẩm báo sau đó có ba học đồ cao giai đi tới. Bái kiến thánh tử, bọn họ hành lễ với khu khản. Khu khản khoát khoát tay, hiện tại hắn tò mò cực hạn của lăng hàn ở đâu. Luyện thiên địa đồng tâm đan, hắn mở miệng, ba gã học đồ cao giai giật mình, thiên địa đồng tâm đan là đan dược cao giai. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại bị phân chia thành đan dược trung giai, nhưng từ đó cũng nhìn ra độ khó của đan dược này. Người ta là muốn khảo hạch học đồ trung giai, người trực tiếp bảo nhân ra luyện đan dược cao giai, đây không phải ép buộc sao. Nhưng bọn họ không dám nói gì, thánh tử đại nhân mở miệng, ai dám rước họa vào thân. Vì vậy Lăng Hàn bắt đầu luyện chế thiên địa đồng tâm đan. Hắn vừa mới luyện, ba tên học đồ cao giai xem say xưa, bị thủ pháp của Lăng Hàn thuyết phục. Đây thật sự là nhân vật mới, quả thực là lão đan sư. Thông qua, sau khi xem xét thành đan của Lăng Hàn, ba gã học đồ cao giai khen ngợi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, tiếp tục khảo hạch học đồ cao giai. Học đồ là học đồ, cho dù là cao giai cũng không có khả năng kinh động đan sư, chỉ thấy từ ba tên học đồ cao giai gia tăng lên 10 tên. Khu khản đứng bên cạnh không nói lời nào, hắn xem như nhìn ra, Lăng Hàn thật sự có thiên phúc đan đạo cực cao. Tính toán, cho dù ngươi chứng thực học đồ cao giai thì có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng không sống được mấy ngày. Đan sư, nói đùa, cho dù một gã học đồ cao giai trèo lên tầng thứ này, không có tu hành trên trăm triệu năm là làm không được. Nhưng khi nhìn tính mạng chi hỏa của Lăng Hàn, tối đa không vượt qua một vạn tuổi, có thể thế nào? Không có khu khản tạo áp lực bên cạnh, độ khó khi khảo hạch sẽ giảm mạnh, Lăng Hàn có thể tùy ý luyện chế một loạt đan dược cao dai, mà thực sự không phải là chỉ định. Việc này cũng thuận lý thành chương, luyện đan thất cũng kèm ra tốc thời gian, qua một ngày là có thể luyện thành đan dược cao dai. Thông qua, 10 tên học đồ cao dài bị kỹ nghệ của Lăng Hàn chinh phục cũng không keo kiệt biểu lộ khâm phục, bọn họ dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm làm lang Hàn chịu không nổi. Tiếp tục khảo hạch đan sư, Lang Hàn vội vàng nói, ân, câu này vừa ra khỏi miệng, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Khảo hạch đan sư, a h h, tâm của ngươi thật lớn, ngươi biết cho dù ở thành đan đạo có bao nhiêu tên đan sư. 13 vạn 8 643, đừng nhìn đều hơn 10 vạn, nhưng thành đan đạo nhiều bao nhiêu. Đây chính là đại thành tứ tinh đấy, số lượng ngàn tỷ để tính toán. Hơn nữa những đan sư này không phải đều xuất thân từ thành đan đạo, mà là tập hợp cả một nửa số lượng của đông tiên vực. Lúc này mới 10 hơn 3 vạn điểm, bởi vậy có thể thấy được cánh cửa đan sư cao cỡ nào. Có đan sư nào không phải kẹt ở cảnh giới học đồ cao dai vài tỷ năm, vài tỷ năm, mấy chục tỷ năm. Có ít người thẳng tới khi chết cũng treo danh hiệu học đồ cao dai, hơn nữa đó là vận mệnh của rất nhiều người. Nếu không như thế, tại sao đan sư có địa vị cao như thế? vật dùng hiếm là quý, người cũng như thế, tự ý nào đó mà nói, thậm chí đan sư còn ít hơn cả mỹ nữ. Như thế nào, không được sao, Lang Hàn cười nói, khảo hạch thì có thể khảo hạch, nhưng muốn luyện chế tiên đan nhất định phải dùng đến tiên dược. Một gã học đồ cao dai nói ra, bản điện khái không cung cấp tiên dược, phải tự chuẩn bị. Không có vấn đề, Lang Hàn nói ra, thấy Lăng Hàn chắc chắn như thế, cuối cùng khu khản lộ ra vẻ kiêng kỵ. Lang Hàn thực sự có thể ai cũng không phải người ngu, nếu không có mấy thành nắm chắc, ai sẽ đến đan sư điện làm người tớ ất bại, mất mặt lại mất tài. Có thể nói Lăng Hàn có được thực lực đan sư nhất tinh, người bảo người ta tin tưởng thế nào. Mười tên học đồ cao dai nhìn nhau, có người nói. Vậy được, nhưng khảo hạch đan sư phải mời đan sư nghiệm chứng mới được. Bọn họ không có tư cách nghiệm chứng một đan sư. Lăng Hàn gật đầu, khảo hạch đan sư, đây mới là trận chiến lớn. Nghĩ lại mà xem, cả thành đan đạo mới có mấy đan sư mà có thể trở thành đan sư ít nhất phải có tu vi chảm trần, dựa vào tích lũy trong vô số năm tháng cũng chỉ có 13 vạn người mà thôi. Bởi vậy nghe nói có người muốn khảo hạch đan sư, tự nhiên sẽ gây ra oanh động lớn, có khả năng đây là một thiên tài quật khởi, có lẽ sẽ trở thành cự phách trong tương lai của thành đan đạo, ai biết được. Đừng nói đan sư bị kinh động, cho dù rất nhiều thế gia võ đạo cũng phái người tới quan sát, một gã tân tấn đan sư đáng giá lôi kéo. Chẳng qua khi mọi người biết được người khảo hạch đan sư là Lăng Hàn, cả đám đều có chung một suy nghĩ. Ngươi đang nói đùa sao, ngươi chính là thiên tài võ đạo đấy, dùng thực lực thấp hơn một tiểu cảnh giới đánh bại triệu thanh phong, hiện tại không làm việc đàng hoàng đi luyện đan dược, đầu ngươi bị lừa đá. Không phải nói đan sư không tốt, mà là ngươi không thể lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi có nhiều tinh lực như vậy, làm gì không tốn thời gian chuyên tâm vào võ đạo. Biết được người này là Lăng Hàn, cảm giác chờ mong của tất cả mọi người giảm xuống một nửa. Thuật nghiệp có chuyên nghiệp, tinh lực của người có hạn, là chuyện thật sự, người mới sống bao nhiêu năm. Người có nhãn lực cao minh đều có thể nói rõ ràng, trong vòng 500 tuổi. Như vậy cho dù người từ khi người bắt đầu sinh ra tới bây giờ vẫn ngồi trong phòng tu luyện tơ ở gian, hơn nữa còn là gia tốc thời gian cao cấp nhất, như vậy tính toán ra cũng mới 5 vạn năm. 5 vạn năm trở thành đan sư nhất tinh, nói đùa gì vậy, người đúng là điên rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, một thiên tài võ đạo lại khảo hạch đan sư, điểm này làm đại bộ phận người sinh ra hứng thú, bọn họ đứng bên cạnh xem, sau đó truyền tin tức ra ngoài, thậm chí còn kinh động vài vị thánh tử thánh nữ. chương 2037, Lăng Hàn muốn luyện tiên đan. Đều có được tư cách cạnh tranh trưởng tòa như lỗ tiên minh, tiêu bang và tần cổ ngọc, còn có vài thánh tử thánh nữ bởi vì tự biết vô vọng thắng được nên đã sớm không để ý tới thế sự, vô cùng ít xuất hiện. Muốn nói nhất kinh hãi nhất không ai vượt qua lỗ tiên minh. Lăng Hàn có ý gì? Trong lòng hắn sinh ra nghi hoặc, làm thiên tài võ đạo không làm, tại sao lại đi làm đan sư? Một khi Lăng Hàn thực sự trở thành đan sư nhất tinh, ý nghĩa đại biểu trong đó quá nặng. Đan sư nhất tinh có tuổi chưa quá 5 vạn năm, AHH, à đây là tuyệt đỉnh, siêu cấp thiên tài, thậm chí còn rung động hơn việc Lăng Hàn chiến thắng Triệu Thanh Phong. Dù sao phần lớn thiên tài võ đạo, xa không nói, chỉ nói nghiêm tiên lộ, hắn có thể trấn áp thời đại, là đế giả vô thượng. Nhưng chưa từng nghe nói có đan sư nhất tinh năm vạn tuổi. Thiên tài như vậy sẽ nâng thành đan đạo lên độ cao mới. Thánh tử mới, người có được danh hiệu hiên tài võ đạo và thiên tài đan đạo lại trở thành thánh tử mới, những thánh tử thánh nữ khác có tư cách cạnh tranh trưởng tòa thành đan đạo tương lai sao? Tuyệt không đối thủ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lỗ tiên minh cảm thấy đầu óc nổ tung, thời điểm này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là lăng hàn tuyệt đối, tuyệt đối không thể thành công, nếu không hắn sẽ đứng ở mặt đối lập với lăng hàn. Hắn tuyệt đối không có khả năng dung người nào cạnh tranh chức trưởng tòa tương lai với hắn. Hắn nhìn sang Tần Cổ Ngọc, Tiêu Bang, Khu Khản, trùng hợp là ba người này cũng đang nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy tín hiệu trong mắt đối phương, tuyệt đối không thể có thêm thánh tử, nhất là yêu nghiệt như Lăng Hàn. Nhưng đại đa số người không có tâm tư này, trái lại còn thập phần chờ mong, nếu Lăng Hàn có thể thành công, như vậy hắn là đan võ song tuyệt, ngày sau nhất định sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ của thành Đan Đạo. Trong tình huống tâm tư mọi người phức tạp và chờ mong, Lăng Hàn tiến vào luyện đan thất, hắn bắt đầu bước đầu tiên mở cánh cửa thành Đan Đạo hắn luyện chế tử nguyệt chấn hồn đan, nếu bình thường cần thời gian luyện chế dài 3 tháng, cũng may luyện đan thất có hiệu quả gia tốc thời gian, hơn nữa còn cao tới trăm lần, bởi vậy nếu như Lăng Hàn có thể thành công thì hắn chỉ cần thời gian một ngày mà thôi. Mọi người xem ra, tất cả động tác của Lăng Hàn đều được gia tốc gấp trăm lần, bởi vậy thủ pháp của hắn càng trôi chảy nhẹ nhàng, cho dù gia tốc 100 lần, động tác của hắn vẫn hành vân lưu thủy, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiếng kinh hô nổi lên khắp bốn phía, nơi này có không ít đan sư chính thức, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo xem môn đạo, từ thủ pháp của Lăng Hàn mà nhìn, hắn là lão đan sư. Bọn họ giật mình không nhỏ, đan sư trẻ tuổi như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói trên thế gian thật có thiên tài chính thức, lúc trước bọn họ chưa phát hiện ra thôi. Sắc mặt đám người lúa tiên minh, khu khẳng càng ngày càng khó coi, Lang Hàn đã bắt đầu luyện đan, tuy đây chưa phải thời điểm mấu chốt nhưng bọn họ cũng đã sinh ra cảm giác điểm xấu nói không chừng ra hỏa này thật thành công, như vậy bọn họ sẽ sợ hãi, cho dù bọn họ là thánh tử thánh nữ, thậm chí còn đạt tới cảnh giới đan sư nhị tinh nhưng thành tựu của bọn họ sẽ ảm đạm khi so với lăng hàn. Thành đan đạo có rất nhiều đan sư cấp bậc cao hơn bọn họ, vì cái gì bọn họ không thể trở thành thánh tử thánh nữ. Bởi vì bọn họ có được tiềm lực sông đan sư tam tinh tứ tinh. Nhưng nếu Lăng Hàn dùng tuổi chưa tới 5 vạn năm trở thành đan sư nhất tinh, như vậy tiềm lực của hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người. Đây là một đại địch, Ánh mắt bốn gã thánh tử thánh nữ nhìn nhau, ai cũng sinh ra sát cơ mãnh liệt, cho dù lỗ tiên minh cũng không ngoại lệ, nội tâm của hắn đã có quyết định. Ở bên ngoài, thời gian một ngày qua đi, Lăng Hàn ở trong luyện đan thất gần trăm ngày, trong tay hắn, luyện đan biến thành nghệ thuật, biến thành mỹ cảm. Đột nhiên hắn dùng sức vỗ lò đan, cửu thiên hỏa hơi động, lò đan tan vỡ. Thất bại, tất cả mọi người nhìn si mê say xưa, nhìn thấy lò đan tan vỡ thì thất vọng. Nhưng không có vấn đề gì, có thể kiên trì lâu như vậy mới bạo lô, không qua mấy lần nữa Lăng Hàn sẽ trở thành đan sư nhất tinh. Trẻ tuổi như vậy trở thành đan sư nhất tinh, hơn nữa còn có hào quang thiên tài võ đạo, đây là khái niệm gì? Thiên tài, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, đáng giá bất cứ thế lực nào không tiếc trả giá mời chào. Bốn người lỗ tiên minh thở ra một hơi, chỉ cần qua ngày hôm nay, nhất định phải diệt trừ Lăng Hàn, nếu không một khi hắn thành đan sư nhất tinh, thậm chí trở thành thánh tử thì đuôi to khó vẫy nhưng sau đó vẻ mặt mọi người thay đổi tuy lò đan bị phá nhưng trong đó có ba viên đan dược giống như chắp cánh bay lên trời thành thành công tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người đúng là không tưởng tượng nổi sắc mặt bốn người lỗ tiên minh biến thành khó coi bọn họ ý thức được đã xuất hiện đối thủ đáng sợ lăng hàn vươn tay bắt lấy ba viên đan dược nguyên lực bắt đầu rót vào trong đan dược biến thành bé ngoan nằm trong tay hắn hắn ném đan dược cho một đan sư cười nói mời kiểm tra một chút soát lúc này rất nhiều đan sư vây quanh, a à hát hát, chẳng những luyện thành, hơn nữa còn là trung phẩm. Người trẻ tuổi kia, các ngươi xác định hắn là thiên tài võ đạo, ta dừng lại ở đan sư nhất tinh 7 tỷ năm, đến nay vẫn chưa luyện ra tiên đan trung giai, so sánh với nhau, quả nhiên ta là đồ ngu sơn. Chúng đan sư 7 mùm 8 lưỡi thảo luận với nhau, tâm thần chấn động không nhỏ, trở thành đan sư không dễ dàng, huống chỉ là nhân vật mới thiên tài, hắn quá dọa người, trực tiếp luyện thành trung phẩm. Lăng Hàn, chỉ thấy một gã đàn đồng đi tới, nhìn hắn chỉ 15-16 tuổi nhưng tuổi thật đã qua hàng tỷ, tánh mạng chi hỏa không lừa gạt người. Thấy hắn tới, tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghiêm túc, cho dù là các đan sư cũng không ngoại lệ, liên tục tránh một con đường. Bọn họ cũng không phải kính sợ đàn đồng này, mà là người hắn đại biểu. Tử thành đan sư, là ta, lăng hàn mỉm cười, đàn đồng lười biếng, nói, đại nhân nhà ta cho mời, đại nhân của ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi, Hắn cũng không nhận ra đan đồng này. Vẻ mặt đan đồng ngạo nghễ, hắn nói: "Ngươi không nhận ra đại nhân của ta, ngươi còn muốn làm đan sư?" Chương 2038, đánh thì thế nào? Lăng Hàn ảo não, ta có thể thành đan sư hay không cũng đâu phải một câu nói nhảm của ngươi quyết định. "Ngươi là thứ gì?" Hắn chắp hai tay sau lưng, nói: "Ha ha, ta thật không biết đại nhân của ngươi là ai, hơn nữa, ngươi là thứ gì, có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy?" luận thực lực võ đạo hắn có thể nghiền áp tất cả chảm trần. luận tiêu chuẩn đan đạo, hắn đã là đan sư nhất tinh. Đan đồng này là ai? Thực lực võ đạo chỉ tam chảm, lại là đan đồng, nhiều lắm là học đồ cao dai, người cũng xứng hung hăng cản quấy với ta. Cút, tên đan đồng tức giận run rẩy chỉ vào lăng hàn nói. Người thật lớn mật, dám nhục nhã ta, nhục nhã không được sao, người vốn không phải là thứ gì cả, dám diễu võ dương oai trước mặt ta. Lăng hàn không quan tâm, ta lại hỏi ngươi, Người có tư cách gì bình khởi bình tỏa với ta? Ta, ta, đan đồng nghẹn lời, hắn có thể kiêu ngạo như vậy tất cả là dựa vào tử thành đan sư, bản thân hắn không đáng một đồng, ít nhất cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu bởi vì bình thường hắn hung hăng càn quấy đã quen, làm đan đồng thiếp thân của tử thành đan sư, nơi hắn đi qua có ai không khách khí. Cho dù là cường giả tiên phủ cảnh nhìn thấy hắn cũng thân thiết kêu một câu tiểu mạc. Đương nhiên đan sư cũng không ngoại lệ, Tử thành đan sư là một trong ba đan sư tứ tinh của thành đan đạo, bởi vậy rất nhiều đan sư tam tinh nhìn thấy hắn cũng khách khí, luôn luôn thỏa mãn yêu cầu của hắn, ví dụ như gặp tử thành đan sư cũng cần hắn thông bẩm. Nhưng còn bây giờ thì sao, một tiểu tiểu chảm chân, tân tấn đan sư nhất tinh lại dám chỉ vào mặt hắn mắng chửi. Người muốn tạo phản sao, lăng hàn, người quá mức rồi, đan đồng hô to, đắc tội ta, người nửa bước khó đi trong thành đan đạo. Nhìn thấy cảnh này rất nhiều người lắc đầu đan đồng này tên là mạc ai gọi hắn là mạc ai đan sư dù thực tế hắn không phải đan sư bởi vì tất cả mọi người nể tình nên gọi vậy với tư cách thân tín bên cạnh tử thành đan sư mạc đan đồng có quyền thế rất lớn cơ bản không có ai dám đắc tội hắn cả cho dù đám người lỗ tiên minh ở trước mặt hắn cũng khách khách khí khí tiểu tử này thật sự tuổi trẻ khí thịnh người chọc giận mạc đan đồng làm gì nếu hắn nói bậy vài câu trước mặt tử thành đan sư người chắc chắn không chịu nổi khu khản cũng không tức giận bởi vì hắn không phải lần đầu bị lăng hàn chọc giận ngươi xem hắn dám đắc tội với mạc đan đồng có thể thấy lăng hàn không vượt qua được hôm nay tuy trong lòng hận lăng hàn nhưng cũng không thể không bội phục lăng hàn cười suy một tiếng nói ngươi cũng chỉ là con chó kêu la cái gì đừng quên tất cả những gì ngươi có là ai cho có thể cho ngươi đương nhiên cũng có thể thu hồi chỉ bằng ngươi cũng xứng mạc đan đồng kêu lớn chưa từng có ai khinh miệt hắn như vậy hắn nhất định phải ép lăng hàn cúi đầu Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Ta không muốn chấp nhặt với cặn bã trong cặn bã, tránh qua một bên, không nên cản đường ta." Thấy Lăng Hàn phải đi, Mạc Đan Đồng vội vàng nhảy ra, cản lại, hô to: "Không được đi, như thế nào, muốn động thủ với ta?" Lăng Hàn cười nói: "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Mạc Đan Đồng vốn coi trời bằng vung, huống hồ người theo Đan đạo có thực lực không cao, hắn lại không hiểu về Lăng Hàn. Hắn cho rằng mình là tam trảm, bởi vì đan thuật không được cho nên đặt tinh lực vào võ đạo cho nên hắn có thể đánh bại đan sư tứ trảm phốc không ít người cười ra tiếng thật sự người không biết không sợ rất thú vị bọn họ nghe nói lăng hàn muốn khảo hạch đan sư đã chấn động không nhỏ trái lại mạc đan đồng xem lăng hàn là thiên tài đan đạo nghe lăng hàn muốn động võ liền khinh bỉ ra mặt nếu như không tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng trên đời có thiên tài như thế mạc ai đan sư không thể có người vuốt mông ngựa vội vàng nói lai lịch của lăng hàn con mẹ nó mạc đan đồng khiếp sợ người có phải là người hay không? Thực lực võ đạo mạnh như vậy còn không tính, hơn nữa còn là thiên tài đan đạo, người còn cho người ta sống không? Khí thế của hắn yếu đi nhưng bởi vì hung hăng càn quấy bá đạo thành quen nên vỗ ngực một cái, nói. Ta cũng không phải loại người man dợ thích động thủ như ngươi, ngươi nhục ta, chính là nhục tử thành đan sư, là nhục cả thành đan đạo. Nơi này có ai đáp ứng cho ngươi sằng bậy? Lăng Hàn bật cười, nói. Mặt của ngươi đủ dày, tiểu tiểu đan đồng, tối đa chỉ là học đồ cao dai, chính là tam trảm lại nói nhục ngươi là nhục cả thành đan đạo. Ta không tin, hừ, ngươi biết là tốt rồi. Mạc Đan Đồng đắc ý, đây không phải lần đầu tiên hắn cáo mượn oai hùng, rất nhiều vương giả phải cúi đầu trước mặt hắn. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, có bản lĩnh ngươi mắng ta một tiếng thử xem, mà ngươi thì thế nào, loại tiện chủng như ngươi ta có thể mắng cả trăm. Ba, Mạc Đan Đồng chưa nói hết câu liền bị Lăng Hàn lập tức bóp cổ hắn, hắn nói chuyện không được tự nhiên, hai chân đạp loạn nhưng không có lực tất cả mọi người đều nghe hắn mang ta. Lăng Hàn nhún nhún vai, bộ dạng người vô tội. Ta đừa đường đan sư nhất tinh, chỉ là tiểu đan đồng lại dám mắng ta, các người nói có nên đánh hay không. Đương nhiên nên, hắn căn bản không cần người khác trả lời, hắn lại tát cái nữa. Một tát này dùng sức rất lớn, mạc đan đồng há miệng phun một ngụm máu tươi, lại có mấy cây răng rơi ra ngoài, nửa bên mặt sưng lên rất nhanh. Tất cả mọi người nhe răng, cái gọi là đánh chó ngó mặt chủ, chủ nhân của người ta chính là tử thành đan sư, chính là nhân vật đỉnh cấp trong thành đan đạo, là ngươi có thể giáo huấn sao? Nhưng vấn đề là Lăng Hàn hết lần này tới lần khác lại có lý. Ngươi một tiểu đan đồng lại dám nhục mạ đan sư nhất tinh, như vậy chế độ đẳng cấp là cái gì? Quy củ không có há thành vuông tròn, ba 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 ba, Lăng Hàn lại đánh thêm vài cái, thẳng tới khi nội tâm sảng khoái mới tiện tay ném đan đồng sang một bên. Dám ra tay như vậy, đương nhiên hắn cũng có suy tính, cũng không phải hoàn toàn hành động theo cảm tính. Đầu tiên, tử thành đan sư nhất định hết sức coi trọng hắn, lúc này mới phái người gọi hắn tới. Như vậy, chỉ cần vị đan sư này là người bình thường sẽ không nghe theo lời nói phiến diện của đan đồng. Thứ hai, cho dù tử thành đan sư bị lừa gạt, không phải còn hai tên đan sư tứ tinh sao. chương 2039 quyết liệt, một bên là thiên tài đan đạo vô cùng trẻ tuổi, bên kia chỉ là một tên tay sai, người nói hai đan sư tứ tinh kia hướng về ai. Nếu như ngay cả bọn họ lại hướng về phía mạc đan đồng, lăng hàn cũng không muốn lưu lại nơi này thế lực mục nát như vậy hắn không cần lăng hàn phất phất tay áo nghênh ngang rời đi từ vẻ mặt của lỗ tiên minh liền nhìn ra được hắn không thể ở lại trong nhà đối phương không cần đối phương nói ra miệng hắn rời đi trước là tốt nhất mọi người nhìn theo bóng lưng lăng hàn lại nhìn mặt của mạc đan đồng xương to nội tâm sinh ra cảm giác bội phục tiểu tử này thật trâu lăng hàn quay về lỗ ra sau đó gọi nữ hoàng và thiên phượng thần nữ rời đi vừa vặn nhu yêu nữ lại chạy tới Thời điểm đại yêu tinh gặp nữ hoàng liền lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Nữ tử vẻ đẹp nhất Việt, tự phụ có thể mị hoặc người trong thiên hạ, lúc gặp nữ hoàng còn đẹp hơn cả nàng, còn muốn mê người hơn không ít liền đả kích tự tin của nàng, hơn nữa nữ hoàng vô cùng cường thế, lúc ở trước mặt nữ hoàng thì nàng có cảm giác không ngẩng đầu lên được. Nhưng yêu nữ cũng là yêu nữ, nàng lập tức nở nụ cười đầy sức sống, nói: "A, à, ba vị vô cùng ân ái nha, cả ngày đều đính với nhau như một khối." Nữ hoàng nhìn nàng, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra thần thái uy nghiêm, nói. Gọi tỷ tỷ, đại yêu tinh biểu môi, do so dự một lúc vẫn gọi. Tỷ tỷ, vẻ mặt rất không cam lòng nhưng không thể làm gì. Cái này gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượt, đại yêu nữ gặp được nữ hoàng cũng thua. Lăng Hàn cười to, nói, chúng ta phải rời khỏi lỗ ra, ngươi lại sông hỏa gì, có phải đánh thánh tử nào trong thành đan đạo hay không? Nhu yêu nữ hoa dung thất sắc, ra hỏa này không dung được hạt cát, đi tới chỗ nào sẽ gây sự ở chỗ nào, người xem, hỏa của hai tiên vương đại giáo còn chưa dọn dẹp xong, lúc này lại chọc thánh tử thành đan đạo. Nhưng đây là Lăng Hàn, Lăng Hàn gãi gãi đầu, hiện tại nhu yêu nữ cũng hiểu mình như vậy. Vì cái gì ngươi không hỏi ta có phải ở lại lỗ ra chán rồi mới đi ra ngoài dạo chơi, tại sao lại nói hắn gây hỏa? A à, hát, hát chẳng lẽ năng lực gây rắc rối của mình được công nhận? Thiên phượng thần nữ hé miệng cười khẽ, hiếm khi nhìn thấy phu quân có vẻ mặt này lần này bởi vì nữ hoàng ở đây nên nàng không lo lắng nhu yêu nữ có thể cướp linh hồn nhỏ bé của lăng hàn đi a à, chỉ đánh một tiểu đan đồng mà thôi lăng hàn trả lời rất hời hợt nha nhu yêu nữ thở ra một hơi tuy trong thành đan đạo dùng đan sư vi tôn nhưng đan đồng dù sao cũng là đan đồng đánh thì đánh nhiều nhất là bồi tiền dùng thiên phú võ đạo của lăng hàn hiện tại khẳng định có vô số đại lão nguyện ý giúp hắn dọn dẹp phiền toái này nhưng hắn là đan đồng của tử thành đan sư lăng hàn lại bổ sung một câu nếu là người khác chắc chắn sẽ phun một ngụm máu vì giật mình dù sao nhu yêu nữ cũng trải qua nhiều việc với hắn trọng yếu nhất vẫn bảo trì vẻ mặt bình tĩnh bởi vậy nàng không có thất thố nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn biến hóa vô cùng khó coi đương nhiên nàng biết tử thành đan sư là ai bằng không cũng không chạy tới nơi này tham gia luận võ tranh đoạt cố đạo đan người đánh đàn đồng của tử thành đan sư a à, người muốn lật trời sao tuy thành đan đạo chỉ là thế lực tứ tinh nhưng nơi này có đan sư nên địa vị đặc thù miễn cưỡng có thể đặt song song với tiên vương đại giáo, như vậy tử thành đan đương nhiên cũng có thể miễn cưỡng xưng là một tên tiên vương. Người đánh tôi tớ của tiên vương, người không lật trời thì lật cái gì? Đi nhanh đi, rời đi thật xa, nhu yêu nữ vội vàng giống như việc này là việc của nàng, đồ vật gì đó cứ thu vào không gian thần khí, muốn đi tùy thời có thể đi. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi làm gì phải đi. Ta thấy lỗ tiên minh rất có ý với ngươi, người không ở lại làm đan sư phu nhân sao đi 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 chí hướng của bổn cô nương cực lớn phải gả nam nhân nhất định phải là bá chủ hùng cứ một phương chính là đan sư không phải vẫn bị bổn cô nương đùa bỡn trong tay sao như yêu nữ ngạo nghễ nói nam nhân không thể hàng bổn cô nương bổn cô nương căn bản trướng mắt lang hàn đổ mồ hôi trên đời này có có nam nhân hàng được yêu tinh này sao hắn tự hỏi làm không được yên tâm có ta nữ hoàng nói nhỏ bên tai hắn người khác không hàng được nhu yêu nữ nàng có thể sắc mặt lăng hàn cổ quái từ đầu tới cuối nữ hoàng chưa từng buông tha suy nghĩ bắt này cử chuyển mị thể làm lão bà của hắn hơn nữa mục tiêu là giúp phu quân thu nữ nhân việc này quá không bình thường bốn người vội vàng rời đi vừa tới cửa liền nhìn thấy đoàn người lúa tiên minh trở về tôn đông có bộ dạng tiểu nhân đắc chí hắn vốn cho rằng mình phải nén giận đời này không thể báo thù hắn phải ăn nói khép nép với lăng hàn còn hết sức nịnh nọt bởi vì lỗ tiên minh coi trọng lăng hàn hắn tuyệt đối không ngờ lăng hàn lại đi khảo hạch đan sư gì đó trực tiếp đặt ở vị trí đối lập với lỗ tiên minh lại nói tiếp hắn còn thậm chí còn đánh đan đồng của tử thành đan sư hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy bởi vì lúc tối qua hắn biết được tin tức này thì sướng sờ sau đó cực lực nhẫn nại mới không cười thành tiếng gia hỏa này quá biết gây chuyện quả nhiên lúc trước hắn đánh nhiều người hiện tại còn đánh cả đan đồng của tử thành đan sư chuyện này có gì kỳ quá chứ lăng hàn sắc mặt lỗ tiên minh âm trầm nói ta có chỗ nào xin lỗi ngươi vì cái gì ngươi đối với ta như vậy nếu chỉ đánh mạc đan đồng dùng lực lượng thánh tử của hắn có thể dọn dẹp thay lăng hàn cùng lắm trả cái giá lớn một chút nhưng lăng hàn không thương lượng với hắn một chút trực tiếp đi khảo hạch đan sư nhất tinh đặt hắn ở chỗ nào lăng hàn lắc đầu lỗ huynh dường như ngươi hiểu lầm rồi ta chỉ là khách của ngươi cũng không thủ hạ của ngươi, lại càng không phải nô tài, ta muốn làm gì, không cần đạt được ngươi đồng ý và phê chuẩn. Hơn nữa ta ở lại chỗ này của ngươi mấy ngày, tại sao có lỗi với ngươi? Lỗ tiên minh giận tái mặt, nói, ngươi muốn đối đầu với ta sao? Lăng hàn thở dài, ra hỏa này luôn cho rằng mình thua thiệt hắn. Muốn nói thua thiệt, đó cũng là lỗ tiên minh thiếu nợ hắn cái mạng đấy. Khó hiểu, chẳng lẽ làm thánh tử đều ngốc, vì cái gì người khác phải trả giá vì ngươi?